K63 là các bạn bắt đầu năm thứ tư nhỉ các em nhỉ, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hết năm thứ ba xong. Thế thì bắt đầu vào năm thứ tư thì chúng ta sẽ tiếp xúc với một cái môn học được gọi là hệ thống viễn thông. Ký hiệu của nó là ET4250 và tên tiếng Anh của nó là Telecommunication Systems. Bản chất của cái từ từ tiếng Anh thì chưa đủ đâu. Lát nữa mình sẽ nói tại sao. Bản chất của nó là phải có cái từ này nữa. Ở đây nó có thiếu một cái từ nữa, gọi là transmission. Em nhìn thấy thầy viết không? Nó có. Mình ẩn cái từ này đi. Thì cái từ telecommunications system này thì nó rộng quá, nó bao gồm rất là nhiều các hệ thống viễn thông khác nhau. Thế thì cái nội dung chính của môn học sẽ tập trung vào cái transmission này. Đấy, do đó mình mới nói rằng là cái tên này nó chưa đủ. Giới thiệu qua một chút thì mình tên là Nguyễn Thành Chuyên. Hiện nay ở bộ môn hệ thống viễn thông của Viện Điện tử Viễn thông. Các bạn có thể email cho mình qua cái địa chỉ này liên quan đến nội dung môn học của chúng ta. Mình làm việc có một cái lab nhỏ tên là lý thuyết truyền thông và ứng dụng, nhóm lý thuyết truyền thông ứng dụng, nhóm nghiên cứu lý thuyết truyền thông ứng dụng CTAP, đặt tại C9416, mình thường ngồi ở đây. Thì các bạn nếu được sau này được học quay lại học offline, các bạn có thể lên gặp mình trong trường hợp cần thiết tại C9416. Tuy nhiên là các bạn cần phải liên lạc với mình báo trước qua email. Các bạn cũng có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về giảng viên cũng như là lớp học qua cái trang web của mình. Để mà học tốt cái môn học này đấy, thì chúng ta cần phải được trang bị một vài cái kiến thức cơ bản. Đó là các cái course học liên quan đến xác suất thống kê. Chính xác hơn là quá trình ngẫu nhiên ấy, thế nhưng mà ở mức giản lược thì chúng ta chỉ cần cái xác suất thống kê này thôi, bởi vì chúng ta sẽ có tiếp cận với toán, tiếp cận với cái tính không tường minh, cái tính ngẫu nhiên của việc truyền dẫn. Bản chất của việc truyền dẫn đó là ngẫu nhiên chứ nó không tường minh. Thế do đó việc sử dụng xác suất hay thống kê hay các cái kiến thức liên quan đến quá trình ngẫu nhiên ấy, vào môn học là bắt buộc, bắt buộc. Đấy. Thông thường thì ở các cái course học ở nước ngoài thì các cái thì xác suất và quá trình ngẫu nhiên được dạy rất kỹ ở trong 1 đến 2 năm đầu. Thế tuy nhiên là ở Việt Nam thì mình thấy rằng là ở Bách Khoa ấy, mình thấy rằng chúng ta được học một kỳ xác suất thống kê và học rất là nhanh, học lướt ấy, và không học cách ứng dụng vào trong một cái hệ thống thực để phân tích tình huống. Do đó rằng khi mà lên đến năm thứ tư rồi thì chúng ta bị hỏng kiến thức, vì chúng ta học xác suất thì như là năm thứ nhất, năm thứ hai gì đó. Do đó mà học xong là chúng ta quên nhanh đấy, và chúng ta không biết vận dụng trong cái việc phân tích tình huống, phân tích các hệ thống thực khi áp dụng các kiến thức xác suất. Trong quá trình học thì mình sẽ nhắc lại một chút, tuy nhiên việc này phụ thuộc vào các bạn, đúng không? Do đó các bạn nên tự đọc. Việc đọc lại này giúp cho các bạn cũng sau này có thể có cái nền tảng kiến thức chắc hơn
để mà làm sâu hơn vào bất kỳ một cái hệ thống nào. Các bạn nghe đấy, hiện nay các cái trend công nghệ mới, ví dụ như là machine learning đúng không, deep learning hay AI, thì tất cả những cái công cụ đó đều dựa trên nền tảng kiến thức về mặt xác suất. Chứ còn nếu chúng ta chỉ học kiểu ứng dụng các công cụ đó thì không cần. Nhưng mà bạn nào muốn hiểu sâu, muốn làm sau này muốn trở thành chuyên gia, thì kiến thức về toán nói chung và kiến thức xác suất nói riêng, cũng như là ma trận chẳng hạn, là những kiến thức mà không thể thay đổi, bắt buộc phải có. Cái nội dung thứ hai mà chúng ta bắt buộc phải có đó là môn tín hiệu hệ thống. Signals and systems. Các cái tín hiệu hệ thống thì may quá môn này chúng ta cũng đã được học rồi đúng không em nhỉ? Signals and systems. Môn này đã được học trong năm thứ 3 đúng không? Vâng ạ. Thế thì tại sao chúng ta lại cần cái môn học này? Bởi vì lý thuyết, hệ thống của chúng ta là hệ thống truyền thông tin. Truyền thông tin. Đấy, nếu muốn truyền thông tin ấy, thì thông tin của chúng ta phải được biểu diễn bởi một cái thực thể nào đó, được gọi là tín hiệu. Thế thì rõ ràng là để mà truyền được tín hiệu, chúng ta phải hiểu nó. Xem rằng tín hiệu bao gồm những thành phần gì, đúng không? Và khi mà truyền tín hiệu trên một cái đường truyền thì thứ nhất là cách truyền sẽ như thế nào. Thứ hai là khi truyền rồi thì tác động của môi trường truyền lên tín hiệu sẽ ra sao. Đúng không? Thứ ba là ở phía thu, tín hiệu thu được, chúng ta sẽ đánh giá chất lượng của nó ra sao. Thế nào là đạt được một cái chất lượng tín hiệu tốt? Đúng. Cuối cùng của chúng ta muốn truyền là chúng ta muốn khôi phục lại cái tín hiệu mà chúng ta truyền. Vậy khôi phục xong thì chúng ta phải xem là liệu rằng là cái tín hiệu mà khôi phục được đấy, liệu rằng là nó có sai lệch hoàn toàn không? Chúng ta truyền một bit một, bây giờ chúng ta thu được bit, chúng ta lại giải mã ra bit không thì vô nghĩa. Do đó, việc hiểu tín hiệu, việc hiểu cái đánh giá của hệ thống lên tín hiệu, hay hiểu thế nào là tín hiệu tốt, thế nào là tín hiệu chưa tốt, cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cái môn hệ thống viễn thông này. Rất may là mình nghĩ rằng là môn tín hiệu hệ thống là một môn cơ bản và được sinh viên học với một cái giáo trình rất là chuẩn đúng không? Có một cái giáo trình của tên là Signals and Systems, cũng của cái tên y hệt như môn học của một cái thầy giáo người Đức Owen gì đó, mình không nhớ tên lắm. Bạn nào mà học thầy Hiếu ấy, thì mình trước đây mình có xem slide của thầy Hiếu thì mình thấy rằng là cái tài liệu đó khá là chính quy trên thế giới nhá, chứ không phải nói về Việt Nam, chính quy trên thế giới. Nó cũng giúp chúng ta đọc các cái tài liệu tiếng Anh khác một cách dễ dàng hơn, đúng không? Chứ thuần học tiếng Việt xong là chúng ta lại hiểu một thầy giảng dạy một đằng, chúng ta hiểu một nẻo, thì cuối cùng khi mà đọc thì vừa hiểu sai mà lại vừa không có cái vốn từ để chúng ta có thể để hiểu được bản chất. Rồi, môn thứ ba đó là môn thông tin số. Môn thông tin số thì kỳ trước chúng ta cũng học, có một số bạn thì kỳ này học do các bạn đăng ký học sớm. Thế thì hai môn này là một hai trong hai môn nền tảng gối đầu giường của ngành viễn thông, Signals and Systems và Digital Communication. Thông tin số, truyền thông tin số. Một thông tin số này sau này các bạn nào mà muốn đi học nước ngoài thì các bạn lại phải học lại cái này. Thậm chí học đến hai course. Thông tin số thường thường được chia thành hai course.
gọi là thông tin số 1 và thông tin số 2. Nó nói lên cái tầm quan trọng của cái việc của cái môn học này trong cái ngành viễn thông của chúng ta. Không hiểu là ở đây có nhiều bạn theo viễn thông không, nhưng mà nếu có bạn theo viễn thông thì thông tin số là môn gần như là gối đầu giường, bắt buộc chúng ta phải nắm vững. Tín hiệu hệ thống thì nó tồn tại cho hầu hết tất cả các chuyên ngành: điện, điện tử, điều khiển tự động, robotic, điện tử, xử lý số tín hiệu hay thông tin hay là truyền thông. Thì tín hiệu hệ thống là môn cơ sở ngành. Thế còn thông tin số thì dành riêng cho ngành viễn thông của chúng ta. Tất cả các hệ thống hiện nay hầu hết là số. Vậy truyền số như thế nào? Đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong ngành viễn thông. Thì nếu mà chúng ta chưa hiểu, chưa nắm được các cái vấn đề cơ bản của ba cái môn học này, thì tuần đầu tiên chúng ta nên dành thời gian để ôn lại nhé. Đương nhiên trong quá trình học thì mình cũng sẽ nhắc lại rất nhiều đấy. Tí nữa mình sẽ nói tại sao cái lượng kiến thức cơ bản liên quan đến truyền tín hiệu. Mặc dù chúng ta học online qua Teams, tuy nhiên rằng do mình dạy nhiều lớp mà mỗi lớp lại cần một cái Teams khác nhau để mà up tài liệu, như vậy là nó sẽ mất thời gian 4 lần up, nó không hay. Do đó mình sẽ sử dụng cái size riêng của mình. Những tài liệu liên quan đến môn học thì thường mình sẽ up lên cái site này, up một lần thôi, các bạn có thể download nhé. Nếu mà các bạn không nhớ được đường link của site thì các bạn có thể chỉ cần search cái tên của mình như thế này. Bạn chỉ cần search cái tên publication của mình như này, các bạn có thể thấy được đường link này. Và các bạn vào cái từ cost. Yeah, các bạn vào 2021.1. Click vào đấy. Thì mình sẽ trong đó sẽ chứa các cái tài liệu mình sẽ up lên. Okay. Liên quan đến tài liệu thì có một số cái tài liệu mình đặt password do vấn đề bản quyền, mình soạn là mình đặt password. Thì mình thường đặt password là như này: ET4250C9416. Đấy, để các bạn có thể dùng cái password này các bạn mở. Nếu có ET4250 là cái mã lớp học của chúng ta, C9416 là cái phòng của mình, để các bạn dễ nhớ. Ok. Slide thì bởi vì mình sẽ take note vào đây, do đó thì sau mỗi một cái buổi học thì thường mình sẽ up cái slide này lên, nên có thể là sẽ up muộn hơn một chút. Dần dần là mình sẽ up sớm hơn, vì mình vẫn đang trong quá trình mà polish, trau chuốt cái slide cho nó chuẩn. Do đó nếu mà up sớm ấy, nhiều khi cái thông tin mà mình dạy và thông tin mình up ấy, nhiều khi nó không match được với nhau. Do đó thì ban đầu mình sẽ up muộn một tẹo, và mình cũng sẽ báo lại để các bạn có thể chuẩn bị các kiến thức nội dung học ở buổi sau để các bạn có thể tự đọc. Rồi, đấy là liên quan đến
các cái môn học cơ sở và thông tin của lớp học. Ok. Môn học này, đây là cái đề cương môn học. Đề cương môn học. Thì môn học này sẽ có à 45 tiết. Chúng ta học trong đủ 15 tuần. Đủ 15 tuần. À, hình như là chúng ta học hết 8 tuần, xong nghỉ 1 tuần, xong học hết 7 tuần còn lại thì phải. Đấy. Chúng ta cũng sẽ có bài tập lớn môn này. Chúng ta sẽ có bài tập lớn. Và môn học này để đạt được điểm thì chúng ta cần phải có bài tập lớn và thuyết trình bài tập lớn. Do đó việc tổ chức bài tập lớn là bắt buộc theo nhóm hoặc theo đơn lẻ. Lát nữa mình sẽ mô tả kỹ hơn. Mỗi một nhóm các bạn làm bài tập lớn thì thường sẽ có từ 1 đến 3 sinh viên. Và nếu được được thuyết trình offline là tốt nhất. Còn nếu không thì chúng ta vẫn có thể làm online. Như kỳ trước là chúng ta làm online. Thế thì các em có thể nhìn thấy cái phần mô tả học phần. Mô tả học phần này sẽ trang bị các kiến thức cơ bản về truyền dẫn lớp vật lý của 4 hệ thống thông tin. Đó là V3, vệ tinh, di động và sợi quang. Đấy, rất nhiều kiến thức đấy các em. Chúng ta học một thứ đã chết rồi chứ đừng nói là bốn hệ thống, đúng không? À, đặc biệt là trong cái tình trạng là sinh viên học trước quên sau, đúng không? Vừa học xong đã coi như là vừa thi xong coi như vất đi rồi. Thế môn học này để mà học tốt được là sẽ rất là vất vả. Không chỉ với trò đâu, cả với thầy ấy. Trò với thầy đọc rất là nhiều. À. Do đó chúng ta phải xác định là học là cho mình và dành thời gian ra để đọc. Nói thế thôi nhưng mà cũng không đến nỗi đâu. Nếu bạn nào mà học chỉ để xác định là nghiêm túc một chút để được điểm cao môn này thì các bạn mỗi ngày, mỗi lần học về các bạn chỉ dành 30 phút đọc là ổn. Mình nghĩ là ổn. Tất nhiên là dựa trên nền tảng kiến thức của bạn chắc. Còn nếu không thì các bạn phải dành nhiều hơn thời gian. Thế thì sách giáo khoa dành cho môn học này, chúng ta có vài quyển sách, bởi vì chúng ta chưa có một cái giáo trình chuẩn để bao gồm được toàn bộ nội dung của bốn cái hệ thống. Do đó chúng ta phải học mỗi một hệ thống một quyển sách. Rất nhiều kiến thức đúng không các em? Nhìn đã thấy ngại rồi. Và tất cả các tài liệu mình prefer là các em có thể đọc bằng tiếng Anh. Thế thì thực ra là môn học này được tổ chức theo 5 chương. Chương thứ nhất đó là chương giới thiệu, overview, chương ôn lại các kiến thức cơ bản làm nền tảng để chúng ta có thể tiếp cận với các cái hệ thống khác nhau. Bởi vì nguyên lý chung là nó chỉ có một thôi. Hệ thống là tính chất đặc trưng của nó là khác nhau, thì còn nguyên lý truyền dẫn là nó giống nhau. Thế do đó là thông thường theo đề cương môn học là chúng ta chỉ có khoảng tầm 2 tuần đến 3 tuần để chúng ta học chương 1 thôi. Thế nhưng mà riêng nếu mình dạy thì mình dạy chương 1 kỹ nhất trong tất cả các chương. Thường mình dạy phải đến 6 tuần. 5 đến 6 tuần, thậm chí 7 tuần. Mới hết chương 1. Và của giáo trình chính để mà mình dạy chương 1 thì các bạn có thể đọc trong cái quyển B1 là quyển Introduction to Analog and Digital Communications.
Các bạn đọc chương 2. Chương 8 đến 11. Và nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể đọc các cái chương còn lại. Mình nghĩ rất hữu ích. Rất hữu ích. Không chỉ cho môn học này đâu, mà cho các môn học khác liên quan đến viễn thông của chúng ta. Và rất dễ đọc các em. Rất dễ đọc. Trước đây thì thầy dạy các cái lớp khác ở cái khóa trước ấy, thì thầy thường cho các bạn đọc cái quyển sách của Haykin, Communication System của Haykin. À, quyển này cũng của Haykin này, nhưng mà ông ấy viết cùng với tác giả Đức kìa, Michael Moore, Đức kìa, Mỹ thì mình. Thì quyển này dễ đọc hơn nhiều. Quyển này dễ đọc hơn, cơ bản hơn. Còn quyển Com System mặc dù nó là kinh điển, thế nhưng mà hơi khó đọc nếu các bạn không chắc kiến thức. À, còn một quyển khác đó là quyển Com System, Communication System. Bài kinh. À, mình hay cho các bạn đọc quyển này. Hoặc quyển Com System Engineering cũng của Haykin. Hay của Braskis nhỉ? Của Braskis đúng hơn. Mỗi năm là thế. Thế nhưng mà sau khi mà mình tìm được cái quyển sách này thì mình thấy nó cơ bản và nó giúp các bạn nhiều hơn trong cái việc học cơ bản. Do đó kỳ này thì mình cho các bạn đọc quyển này nhiều hơn. À, các bạn có thể đọc chương 2, chương 8 đến 11. Chỉ dành riêng cho chương 1. Ok. Quyển sách thứ hai có tên sách khá giống với môn học Telecommunication Transmission Systems, đúng không? Và các em nhìn này, nó cũng rất là nhiều các hệ thống sợi quang này, vi ba này, vệ tinh này, đúng không? Di động, nó lại cũng giống như thế. Và mình sẽ dùng quyển này để dạy về vi ba và vệ tinh. Ok. Đấy, để dạy vi ba vệ tinh. Thì trong này nó cũng không đầy đủ đâu, nhưng mà bởi vì nó nói về hệ thống nhiều, nó không nói về cơ bản, nhưng mà ở mức độ nào đó chúng ta có thể chấp nhận được. Ngoài ra thì mình sẽ cung cấp thêm một số tài liệu hoặc các bạn có thể tìm thêm nhé. Thế thì với quyển thứ hai, các bạn đọc chương 4, chương 5. Chương 4, chương 5. Với chương thông tin sợi quang thì chúng ta có quyển sách kinh điển này, Optical Fiber Communication Principles and Practice của John. Kiến thức là rất nhiều, quyển này hơn 1000 trang thì phải. Nhưng chúng ta chỉ cần đọc chương 2, chương 3 thôi. À, là đủ. Ngoài ra còn một quyển kinh điển khác về thông tin sợi quang ấy, tên nó y hệt như này, Optical Fiber Communication, nhưng mà của Kaiser. Của Kaiser. Bạn nào mà làm quang thì các bạn sẽ thấy rằng quyển này còn kinh điển hơn cả quyển bên dưới. Tác giả của Kaiser này. Thì các bạn có thể search để tìm nhé. Thì chương 2, chương 3 thì các bạn có thể sử dụng quyển sách Optical Fiber, chương thông tin sợi quang, tức là chương thứ 4 rồi. Thì các bạn có thể dùng cái quyển Optical Fiber này. Chương cuối cùng là về thông tin di động. Thì mình sẽ dùng quyển sách Wireless Communication Principle and Practice của Rapport. Quyển này cũng là quyển kinh điển. Okay. Mặc dù nó không cập nhật các cái công nghệ mới, thì tuy nhiên kiến thức nền tảng nó viết rất là hay. Và đến tận thời điểm hiện tại cũng không lỗi thời. Thì mình sẽ dành chương 2 đến chương 4 để nói về thông tin di động ở trong đây. Ok. Thế thì download những quyển sách này như thế nào?
Mình nghĩ rằng là các bạn biết cách đúng không? Mình thấy rằng một số các anh chị các cái khóa trước hay bàn nhau vào cái trang này này. bipgen.ru.is gì đó. Mình chưa vào nhưng mà mình thấy rằng các bạn hay bàn nhau vào cái này. Vào đây các bạn có thể download được thoải mái bất kỳ quyển sách chuyên ngành này. Thấy nói vậy không biết là có đúng không, đúng không? Đấy, còn mình thì mình có sách in, mình có sách in, do đó là mình có thể đọc trực tiếp. Nhưng mà các bạn có thể không có sách in thì các bạn có thể vào đây thử tìm hiểu xem. Còn nếu mà không có, nếu mà không có thì các bạn có thể nhắn lại với mình nhé, nhắn lại với mình sẽ tìm cách khác xem sao. Ok, thì đấy là những cái quyển sách tiếng Anh mình nghĩ rằng các bạn nên đọc, không chỉ trong môn này đâu mà các môn khác, đặc biệt là quyển đầu tiên, quyển mà mình đã dành đến 6-7 tuần để mình dạy. Rồi, thế thì ngoài ra nếu các bạn lười đến mức là không muốn đọc tiếng Anh chẳng hạn, các bạn có thể đọc tiếng Việt. Mặc dù mình đánh giá giáo trình tiếng Việt không thể đầy đủ như giáo trình tiếng Anh được, thì các bạn có thể tìm một số sách như sau. Quyển thứ nhất đó là quyển giáo trình hệ thống viễn thông của Bách Khoa của chúng ta, do thầy Vũ Văn Yêm viết. Mình cũng tham gia soạn ở đây một chút, nhưng về sau thì mình không soạn nữa. Một số hệ thống thì mình không soạn, mình chỉ soạn cái một chút phần đầu hệ thống viễn thông của thầy Vũ Văn Yêm tiếng Việt. Quyển thứ hai là quyển giáo trình về thông tin quang và thông tin vệ tinh, thì cả hai quyển này đều của Bưu chính Viễn thông. Bưu chính Viễn thông các bạn có thể download ở trên mạng hay sao ấy. Trước mình thử search cũng ra file PDF ghi là lưu hành nội bộ gì đó của bên Bưu chính Viễn thông, các bạn có thể dùng để đọc thêm, để bổ sung thêm các kiến thức mà có thể các bạn không hiểu hoặc là chưa hiểu kịp khi mà đọc sách tiếng Anh. Ok. Các bạn thiếu giáo trình thì phải bảo mình nhé. Không tìm được giáo trình thì phải bảo mình. Nhưng mình tin rằng là sinh viên Bách Khoa thì việc gì chứ việc tìm giáo trình sở trường đúng không? Đọc hay không thì không biết. Chỉ còn tìm hoặc download thì sở trường. Mình nói thế này thôi, nhưng mà hy vọng rằng là sẽ có bạn tìm đọc. Bởi vì các bạn mà download về thì đếm trên đầu ngón tay rồi. Nhưng các bạn download về đọc thì có khi là đếm trên đầu bàn tay. Nhưng mà hy vọng cái khóa này, từ những khóa này, khi mà tình trạng học online diễn ra và các bạn cảm thấy rằng là các bạn cần phải có trách nhiệm hơn với những cái đồng học phí các bạn đóng để chuẩn bị cho tương lai, đặc biệt là theo ngành viễn thông chẳng hạn, thì hy vọng sẽ có những bạn download nhiều hơn, những bạn download về để đọc một cách nghiêm túc. Ok. Giáo trình nếu mà thiếu thì bảo mình, nhắc lại như vậy. Policy của lớp học. Sorry là mình sẽ dùng nhiều tiếng Anh hơn cho chương 1. Còn với các cái chương về hệ thống, khi mà có nhiều các cái từ chuyên ngành mình không dùng quen thì mình sẽ dùng tiếng Việt nhiều hơn. Nhưng mà học cơ bản thì mình sẽ dùng tiếng Anh nhiều hơn. Okay. Chúng ta có quy tắc của lớp học, đúng không? Dựa trên nền tảng là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng mọi người. Do đó các bạn nên để ý cho một cái môi trường không gian chung như này, chúng ta để ý việc tham gia lớp học như thế nào cho nó không ảnh hưởng đến người khác. Mình làm gì được, đúng không? Nhưng mà làm sao đừng để ảnh hưởng đến người khác. Các bạn muốn học cũng được, không muốn học cũng được, không vấn đề gì cả. Với mình thoải mái cái việc đấy. Các bạn tự học được càng tốt, không vấn đề gì cả. Tôn trọng. Mình đặc biệt thích cái từ respect. Mình không thích mấy cái hoạt động hình thức. Sinh viên lớn rồi, trên 18 tuổi thì chúng ta phải tôn trọng sinh viên.
có ý kiến, tức là họ là một người trưởng thành, đặc biệt phải tôn trọng. Do đó chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Online thì đỡ, nhưng nếu chúng ta quay lại offline thì điều đó sẽ phải được để ý ở trong một cái lớp học. Vì trong một lớp học mà người muốn học, người không muốn học, nó sẽ ảnh hưởng nhau nghiêm trọng lắm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta tôn trọng bản thân mình. Mình tin rằng với sinh viên bách khoa thì nếu chúng ta muốn học thì mọi thứ thành đơn giản. Mọi thứ thành đơn giản. Đầu vào tốt như thế, các em muốn học thì mọi thứ thành đơn giản. Thế do đó những bạn chưa muốn học thì cũng đừng lấy thành quả người khác. Do đó mình đề cập đến cái dòng thứ hai, không copy, tôn trọng cái việc của bản thân mình, tôn trọng thành quả người khác. Nếu các bạn muốn học, các bạn đầu tư công sức vào thì chắc chắn điểm môn này cao. Mình dạy chủ yếu để các bạn có thể, những bạn nào muốn học chắc chắn điểm cao, các bạn nào chưa muốn học thì chắc chắn điểm thấp. Đó, kỳ này các bạn chưa muốn học có thể quit, kỳ sau muốn học vào chắc chắn điểm cao nếu các bạn muốn. Đấy, và do đó trong quá trình học, việc ảnh hưởng của người không muốn học và người muốn học phải được tách bạch. Các bạn không được copy, không lấy thành quả người khác. Và nếu phát hiện được điều đó, mình thậm chí có thể làm đơn đuổi học các bạn. Mình rất serious trong cái vấn đề gian lận trong học hành nhé. Nên các bạn để ý giúp mình điều đó. Mình nói từ đầu, do đó sau này mình không nhận mail hay là lời giúp đỡ của các bạn đâu. Nên nếu liên quan đến gian lận, do đó các bạn để ý giúp mình. Okay. Cuối cùng là cái vấn đề các bạn khá quan tâm, đúng không? Tính điểm. Tính điểm thì chúng ta sẽ có hai điểm. Điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ. Điểm giữa kỳ thì các bạn làm project. Và sẽ chiếm 30%. Tất nhiên là các bạn phải trình bày. Give up, đúng không? Cái này phải 3 sinh viên. 3 sinh viên thôi. Nhiều sinh viên quá có tác dụng. Các bạn có thể lựa chọn làm một định một mình, chả sao. Định đi nhé. Nhưng nhiều nhất là 3 sinh viên thôi. Không có ý nghĩa. Nếu các bạn học offline thì mình sẽ cho quiz. Tức là các bạn ôn lại kiến thức ở nhà một chút, các bạn lên lớp làm quiz. Còn nếu online thì ít hoặc không có. Chủ yếu chúng ta quan tâm đến midterm thôi. Và chúng ta sẽ cần phải team up và mình sẽ giao bài tập lớn vào cuối tuần thứ hai. Do đó ngay từ tuần này thì các bạn thành lập team đi. Sau đó thì các bạn nhờ lớp trưởng sẽ tổng hợp lại các cái danh sách lập team đó. Và tránh trường hợp là các bạn nộp muộn như những kỳ trước. Kỳ trước nhiều khi đến giữa kỳ thì các bạn mới không biết là mình đã lập team hay chưa. Nhiều bạn thiếu ý thức như vậy nhá. Lập team ngay từ tuần này và gửi danh sách cho lớp trưởng. Tên của nội dung của bài tập lớn các bạn muốn làm sẽ liên quan đến việc truyền tín hiệu trong 4 hệ thống: V3, vệ tinh, sợi quang và di động. Các bạn có thể đọc 2 tuần, đúng không? Tuần này, tuần sau để lựa chọn cho mình một cái bài tập lớn. Miễn là truyền thông tin, mô phỏng, thiết kế mạch, tùy các bạn. Nhưng sau 2 tuần, nếu các bạn không có nội dung bài tập lớn thì mình sẽ assign ngẫu nhiên bằng một số các cái topic mà mình đã chuẩn bị sẵn. Và ngẫu nhiên. Và tránh mang bài tập lớn của môn khác sang môn của mình.
Thành phần điểm thứ hai đó là điểm cuối kỳ. Sẽ chiếm 70%. 70%. Và open book, các bạn muốn dùng tài liệu thế nào được? Tùy. Việc này thi offline, thi online đều ok hết. Yeah. Có thể thi online, có thể thi offline. Thì việc thi giữa cuối kỳ open book không thay đổi. Các bạn muốn làm cái gì được? Chúng ta như vừa rồi mình cho thì các bạn có 60 phút làm 5 câu. 60 phút làm 5 câu. À. Khá nhiều điểm 10 được kìa. Khá nhiều điểm 10. Tuy nhiên là nếu chúng ta học ở trên lớp, thi trên lớp thì chắc là không nhiều điểm 10 đâu. Kinh nghiệm của mình dạy các cái khóa trước thì thấy vậy. Nhưng năm nay không hiểu sao nắm điểm 10 thế. Mình tin rằng là chắc là học online các bạn chăm hơn, đúng không? Đấy. Do đó, điểm cao hơn. Đó. Hy vọng vậy. Rồi. Thế thì nội dung của chúng ta dự kiến thì, chúng ta sẽ tổ chức nội dung môn học như thế này. Từ tuần 1 đến tuần thứ 5, thậm chí sang tuần thứ 6. Bởi vì mình ở đây mình mới có dự phòng tentative thôi. Gọi là chưa chính thức nhé. Nhưng nội tương đối. Chúng ta dành 5 đến 6 tuần đầu để chúng ta học những cái gì cơ bản nhất. Đúng không? Principles, nguyên tắc là cơ bản. Liên quan đến việc truyền thông tin. Từ một điểm đến một điểm, hay từ một cái nơi này đến một cái nơi khác. Và việc đánh giá cái việc truyền đó, xem nó tốt hay nó xấu. Và như thầy nói đấy, chúng ta sẽ dành quyển sách B1, chương 2, chương 8 đến 11. Đấy. Sau khi mà đã có cơ bản rồi thì dễ dàng chúng ta úp các kiến thức vào chương này, vào chương này, vào chương này. Theo các cái tuần tiếp theo. Ví dụ, chúng ta sẽ có tuần 6, tuần 7 chúng ta học về V3. Tuần 8, tuần 10 chúng ta học về vệ tinh. Tuần 9 chúng ta nghỉ thi giữa kỳ thì phải. Nên là mình không ghi vào đây. Đúng không? Chúng ta sẽ có 2 tuần tiếp theo để học sợi quang. Và 3 tuần còn lại thì chúng ta học thông tin di động kèm theo gì? Project presentation. Rõ ràng là các em thấy rằng là điều gì nhỉ? Mỗi một cái hệ thống truyền thông tin, chúng ta chỉ có làm sao? 2 tuần học, tức là 8 tiết học. Như vậy là gì? Rất là ít. Ví dụ các bạn có, sau này các bạn học thông tin di động chẳng hạn, nhiều khi các bạn học cả kỳ. Thậm chí nếu mình dạy về thông tin vô tuyến chẳng hạn, hay thông tin số chẳng hạn, mình có thể dạy 2 kỳ, 3 kỳ, không sao cả. Thế nhưng mà ở đây các cái kiến thức về hệ thống, chúng ta học mỗi một hệ thống có 2 tuần thôi. Nếu các bạn nào không để ý thì rõ ràng là như cưỡi ngựa xem hoa, đúng không? Biết xong là chúng ta quên ngay, chúng ta chả nắm được cái gì cả. Do đó, thứ nhất là các bạn phải đầu tư một chút công sức đọc. Thứ hai thì chúng ta cũng phải nhận thấy cái tầm quan trọng của cái chương đọc. Tại sao thầy lại phải dành đến 5 tuần, 6 tuần để mà chỉ dạy chương đọc? Bởi vì thầy không muốn đi sâu, đi xa đà vào các cái hệ thống khác nhau. Kiến thức về hệ thống nó khác nhau. Hệ thống V3 khác vệ tinh. Về in term of là system perspective nhé. Thế nhưng mà nguyên lý truyền dẫn thì nó chung, đúng không? Do đó nếu các bạn nắm chắc chương 1 thì các bạn cần rất ít thời gian để cập nhật các hệ thống khác nhau. Cho dù sau này các bạn có phải làm việc với hệ thống LAN,
hệ thống cáp đồng, bất kỳ một cái hệ thống nào, nguyên lý truyền dẫn không đổi. Thì đấy là lý do mà chương đầu nó quan trọng như vậy, và mình phải nhấn mạnh lại cho tất cả các sinh viên ở tất cả các khóa về tầm quan trọng của kiến thức cơ bản. Kiến thức hệ thống thì chúng ta update nhanh, nhưng kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành ấy mà không chắc thì update kiến thức hệ thống một thời gian là quên, không hiểu bản chất. Ok, chúng ta sẽ bảo vệ tầm tuần thứ 13. Lý do là chúng ta phải có điểm trước khi thi cuối kỳ một tuần. Chúng ta sẽ bảo vệ bài tập lớn vào tuần thứ 13. Và khi bảo vệ như vậy thì mình dự phòng một tuần. Bởi vì trong lớp chúng ta đông, nhiều khi chúng ta phải mất 2 tuần chúng ta bảo vệ. Thế do đó thậm chí là cái hệ thống di động kìa, chúng ta còn không học được cơ. Đấy, nó lại dở chỗ đấy. Nhưng không sao, chúng ta học gì thi đấy nhé. Đặc biệt là chương 1. Rồi, kiến thức giới thiệu chung là như vậy. Không biết là có bạn nào có hỏi gì không? Có bạn nào hỏi gì không? Không hỏi gì. Ngoài gì thì mình xin phép mình lấy ít nước ạ. Các bạn đợi mình một tẹo nhé. Đấy, đã có bạn tìm thấy tài liệu an Introduction to Analog and Digital Com này. Trần Thành Long là gửi. Ok, các bạn đợi một tẹo nhá. Mình sẽ lấy ít nước, mình uống những khát miệng quá. Lâu lắm mới dậy đấy. Nghỉ lâu lắm này.
Ok, tiếp tục nhá. Đơn giản thôi, chúng ta buổi đầu chúng ta cũng nhẹ nhàng thôi, đúng không? Buổi đầu mình sẽ overview lại một chút về course học này. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút. Thực ra cũng không phải là dạy môn này, dạy trong buổi học hôm nay. Khởi động lại một chuyện, bạn làm quen với cách dạy của mình, quen với một số các cái kiến thức. Chúng ta không phải làm quen mà review lại một số. Sao chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt nhất từ buổi sau, hiệu quả hơn. Thì chúng ta có thể hỏi nhau rằng là thế nào là một cái hệ thống tin truyền thông tin thì đúng không? Từ này viết thiếu. What is a telecommunication system? Communication thì phải S ở đây. Nói về cái việc, cái hoạt động liên quan đến việc truyền thông tin. Môn học này là môn gì nhỉ? Telecommunication systems, đúng không? System thì nói làm gì? System thì là hệ thống rồi. Nhưng mà rõ ràng là cái từ khóa của nó là cái communications, đúng không? À, thực ra nó là telecommunications. Tele là gì? Là xa, đúng không? Thế nhưng mà cái từ tele nó chỉ có ý nghĩa trước đây thôi. Khi mà cái hệ thống internet chưa ra đời ấy, thì còn phân biệt thế nào là xa, thế nào là gần. Nhưng mà khi mà Internet ra đời, chúng ta có kết nối toàn cầu rồi, thì việc truyền thông tin từ một điểm này đến một điểm khác ở trên trái đất của chúng ta, nó chỉ diễn ra trong tích tắc. Do đó, cái từ tele nó không mang impact nhiều trong ngành viễn thông của chúng ta nữa. Và do đó chúng ta thường gọi là communication. Không thôi, bỏ cái từ tele đi. Nhiều khi tele này liên quan đến di động. Đó là trong giới viễn thông là người ta bỏ cái từ này. Nếu nói viễn thông nói chung thì chúng bỏ cái từ này. Và trong cái phần này thì mình đóng ngoặc lại. Và từ nay thì mình sẽ dùng cái từ này nhiều hơn. Đúng không? Đấy. Và chúng ta có rất nhiều các môn học liên quan đến cái từ khóa này. Digital communication, wireless communication, over communication. Không? Rõ ràng là gì? Chúng ta phải hiểu communication là gì. Hiểu nó thì bắt đầu mới biết được nội dung là môn học chúng ta cần học cái gì, đúng không? Ta cắm đầu cũng cổ vào chúng ta học. Đó cũng chính là lý do mà mình bỏ thời gian là mình overview lại, nói chuyện với các bạn một chút. Cái tầm quan trọng hoặc cái key point mà chúng ta sẽ hướng đến trong cái môn học này. Thậm chí nhiều khi nó trùng lặp với các môn khác. Nhưng môn này sẽ sắp xếp lại kiến thức đó một cách hệ thống. Bởi vì lấy kinh nghiệm của mình ra là trước đây mình học rất nhiều kiến thức. Nhưng học xong mình không biết được kiến thức đó nó nằm trong một cái mắt xích nào trong một cái chuỗi bức tranh tổng. Mình hoang mang, đúng không? Do đó là mình không sâu chuỗi được, không tạo được cái luồng logic xuyên suốt quá trình học điện tử viễn thông. Tất nhiên mình đang nói về viễn thông thôi nhé, điện tử thì mình không rành. Do đó chương 1 mình sẽ cố gắng sắp xếp một cách hệ thống nhất. Thế thì định nghĩa của cái communication này được hiểu là một cái quá trình nhé, truyền thông tin từ một nơi này đến một nơi khác. Tiếng Anh của nó là process of transmitting information from one point to another. Ở đây mình nhấn mạnh hai cái cụm từ. Đó là gì? Process of transmitting. Process of transmitting. Do đó là
cái từ process of transcription này, nó bao gồm rất rất nhiều công đoạn, đúng không? Nó bao gồm rất nhiều công đoạn, nó ẩn bên trong đó rất nhiều công đoạn, mà chúng ta phải hiểu được từng công đoạn một thì chúng ta mới biết được là thông tin nó sẽ chuyển từ bên phát sang bên thu thế nào. Thứ hai là gì? Chúng ta phải hiểu về thông tin, information. Chúng ta phải hiểu về thông tin thì chúng ta mới đánh giá được nó là việc truyền thông tin đó tốt hay là xấu, đạt được chất lượng hay không đạt được chất lượng. Và khi hiểu được thông tin thì sau này chúng ta có thể mở rộng cái việc truyền ra trong nhiều các cái bối cảnh khác nhau. Ví dụ là chúng ta sẽ quan tâm đến vấn đề bảo mật khi truyền thông tin, đúng không? Khi mà truyền thông tin như thế thì có thằng nghe lén thì chúng ta phải xử lý thế nào? Nếu chúng ta không hiểu về thông tin, không hiểu về cách đánh giá cái việc truyền đó, chúng ta sẽ xử lý thế nào? Điều này quan trọng, cực kỳ quan trọng. Đặc biệt sau này khi mà chúng ta tiếp cận nhiều với các kiến thức liên quan đến truyền vô tuyến. Có một cái chuyên ngành gọi là chuyên ngành bảo mật lớp vật lý sẽ liên quan trực tiếp đến việc truyền thông tin. Chúng ta truyền nhưng phải đảm bảo rằng vừa đạt được chất lượng tín hiệu nhưng vừa phải bảo mật. Vậy, cái lý thuyết thông tin quan trọng, đúng không? Information theory quan trọng. Tuy nhiên rằng là theo mình biết thì môn đấy chúng ta chưa được học kỹ lắm. Chưa học kỹ lắm. Mình hỏi bạn nào về lý thuyết về Shannon, các bạn ấy thấy hơi không chắc, đúng không? Thế thì rõ ràng là với cái định nghĩa về communication như thế này thì trong xung quanh chúng ta tồn tại rất nhiều các cái hệ thống khác nhau. Hệ thống này đảm bảo việc truyền thông tin từ một điểm này đến một điểm khác. Đúng không? Ví dụ, các bạn có thể nhìn trên slide đó là hệ thống broadcast của TV chẳng hạn. Đúng không? Chúng ta xem TV hàng ngày chẳng hạn. Đúng không? Đấy. Hệ thống broadcast. Thứ hai, các bạn có thể nhìn thấy đó là hệ thống thông tin vệ tinh. Chúng ta khi mà xem giải Ngoại hạng Anh chẳng hạn, đúng không? Thì tín hiệu chúng ta thu ở phía bên sân của một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh chẳng hạn sẽ được thu và phát lên vệ tinh. Vệ tinh thương mại đó sẽ truyền tín hiệu đó tới một cái trạm mặt đất ở phía Việt Nam. Chúng ta thu, chúng ta giải mã, chúng ta truyền cái thông tin giải mã đó đến tất cả các cái khách hàng mà đăng ký dịch vụ. Hay thông dụng nhất, tạo ra cái thị trường lao động nhiều nhất cho chúng ta, đó là hệ thống thông tin di động, đúng không? Viettel, Vina, Mobile, rất nhiều, đúng không? Rất nhiều các thị trường lao động tập trung ở mạng di động. Và hiện nay đang tiến lên đến 5G, đúng không? Mặc dù là cái cấu trúc, cái kiến trúc mạng tổng quan của 5G là chưa rõ ràng, vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, thế nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy một cái quá trình phát triển dài từ 2G đến 4G của chúng ta diễn ra nhanh như thế nào, và nó tạo ra nhiều thị trường lao động như thế nào. Tất nhiên bây giờ hội tụ, khi mà hội tụ rồi thì công nghệ thông tin hay là điện tử viễn thông nó sẽ merge được với nhau, và chúng ta có nhiều cái cách khai thác và tạo ra nhiều cái công việc khác nhau trong một cái hệ thống. Trước đây chúng ta nhắc đến viễn thông thì chúng ta thường thường chỉ nhắc đến việc là tổ chức cái đường truyền, rồi là tạo ra các cái cơ sở tầng như thế nào thôi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ khai thác dữ liệu và xử lý dữ liệu, tạo ra các cái giá trị gia tăng. Này. Bên cạnh đó thì chúng ta còn rất nhiều các cái hệ thống khác nhau. Đấy. Ví dụ như mạng LAN, mạng WAN của chúng ta là các cái khái niệm về
sẽ các ví dụ về về communication, truyền thông dưới nước chẳng hạn, underwater communication, acoustic, truyền sóng âm, hay hệ thống truyền quang, optical communication. Thì đây là hai công nghệ tương lai thôi kìa. Thứ nhất đó là dưới nước và thứ hai là quang. Nha. Đây là hai công nghệ tương lai. Lý do là gì? À, ở mảng dưới nước của chúng ta thì chưa được khai thác. Từ đầu giờ chúng ta rất ít khai thác mảng truyền thông dưới nước. Đấy, và chúng ta toàn khai thác mặt đất. Thì bây giờ là để phát triển viễn thông thì bây giờ có hai hướng. Một là đi lên cao. Hai là chui xuống nước. Để chui xuống nước thì các công nghệ truyền dẫn dưới nước phát triển. Sóng âm rồi là truyền quang, sợi quang. Thế còn đi lên cao ấy, thì hiện nay chúng ta có công nghệ dựa trên nền tảng truyền quang. Trước đây chúng ta hay dùng truyền sóng điện tử, thế nhưng mà bây giờ truyền quang phát triển với xu hướng là đi lên cao, ví dụ vệ tinh sử dụng công nghệ optical chứ. Thì chúng ta có công nghệ ở đây là công nghệ FSO. Tiếng Anh gọi là Free Space Optical Communication, tức là công nghệ truyền dẫn quang trong không gian tự do. Thì cái công nghệ này nó đạt được cái tốc độ dữ liệu truyền dẫn ngang với sợi quang. Do đó nó là đảm bảo được cái chất lượng tín hiệu. Rồi các ví dụ khác, ví dụ như là người ta có thể truyền dẫn trong các cái đường điện trong nhà của chúng ta. Hay trong lớp học của chúng ta chẳng hạn. Việc thầy nói trò nghe hay trò phát biểu thầy nghe. Thì đó là một cái hình thức communication. Đúng không? Đấy. Thế thì rõ ràng là gì? Chúng ta có thể thấy rằng là có rất rất nhiều các hệ thống truyền thông tin như vậy. Mỗi một hệ thống nó sẽ có một cái hình thức truyền khác nhau, có một cái đặc trưng riêng. Thế thì rõ ràng là gì? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là gì? Với một rất là nhiều các cái hệ thống phức tạp và đa dạng như vậy thì chúng ta sẽ truyền thông tin như thế nào? Thông qua phương tiện gì? Đúng không? Bằng phương tiện gì chúng ta truyền? Bởi vì tính đa dạng và tính phức tạp của từng hệ thống khác nhau. Thế thì môn học này sẽ phần nào giải đáp được cái việc là chúng ta truyền thông tin như thế nào và đánh giá thông tin ra sao. Đấy. Thực ra là các môn khác, ví dụ như môn thông tin số là đã giải đáp một phần cho chúng ta rồi. Nhưng có thể cái tính hệ thống nó không cao, ví dụ chúng ta hay sa đà vào việc là chúng ta tính toán cái việc là phân mức năng lượng khi mà tạo ra các cái mức điều chế hay tính toán tỷ lệ đổi bit chẳng hạn, quá sa đà vào đó thì nó không sắp xếp được một cái luồng logic trong cái tính hệ thống. Thì môn này hy vọng là chúng ta sẽ giải đáp được phần nào điều đó. Thế thì để mà trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta có thể xem một cái hình vẽ như sau. Hình vẽ này mô tả một cái nhìn đơn giản về một cái hệ thống truyền thông tin. Nó sẽ diễn ra như thế nào trong các cái hệ thống thực hiện này. Yeah. Đây. Nguồn thông tin, information source. Nguồn thông tin này. Đi đến một cái khối gọi là network and control layers. Xong ra đến transmitter. Transmitter này sẽ chuyển tín hiệu ra môi trường truyền. Và phía thu sẽ làm ngược lại, nhận tín hiệu đi qua network and control layer và chuyển tín hiệu gốc. Thì đây là một cái môi, đây là một cái nhìn đơn giản. Thậm chí là nếu chúng ta bỏ
cái đoạn giữa đi, tức là chúng ta bỏ cái thằng này đi cũng được, đúng không? Nó càng đơn giản hơn, thậm chí chúng ta bỏ bố cái này đi, không cần phải phải information source làm cái gì. Nghiễm nhiên là thông tin nó có ngay trong transmitter này chẳng hạn, thì nó càng đơn giản nữa. Nhưng mà để mà đảm bảo được cái nhìn xuyên suốt mang tính chất hệ thống thì thầy sử dụng cái mô hình này. Bởi vì sao? Bởi vì information source muốn nói đến cái nguồn gốc của thông tin của chúng ta. Nó có thể là tiếng nói của thầy, có thể là hình ảnh của thầy, đúng không? Nó có thể là một cái dữ liệu nào đó chúng ta nhập từ bàn phím chẳng hạn. Hay nó có thể là một cái dữ liệu nào đó mà chúng ta đo từ một con sensor chẳng hạn. Chúng ta muốn truyền nó đi chẳng hạn. Tất nhiên là khi mà giọng nói phải được qua một cái thiết bị trung gian để truyền cái giọng nói đó thành một cái tín hiệu nào đó, đúng không? Thế thì cái nguồn thông tin đó chúng ta đã học trước đây rồi. Nhiều khi các bạn gọi là data, tất nhiên là information thì nó sẽ rộng hơn data. Nguồn thông tin nếu mà chúng ta tinh gọn nó lại, chúng ta chỉ cần những cái thông tin cần thiết nhất chẳng hạn, thì nó gọi là data. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng chung nhé. Ví dụ như là các cái sensor các bạn đo các cái biên độ của một cái điện áp của một con sensor liên quan đến nhiệt chẳng hạn. Thì cái data hay là cái information đó có thể được biểu diễn dưới dạng là gì? Tương tự hay là dạng số trước đây chúng ta học, đúng không? Và cái tín hiệu đó sẽ được xử lý và chuyển vào trong một cái khối chức năng điều khiển được gọi là network. Tại sao lại phải vào cái khối này? Tại sao phải vào cái khối này? Vì thực ra đấy, một cái hệ thống truyền thông tin của chúng ta nó không đơn thuần chỉ là gì? Thầy nói trò nghe, trò phát biểu thầy nghe, đúng không? Nó không đơn giản là thế. Các em hình dung ví dụ một cái hệ thống mạng wireless LAN chẳng hạn. Thế thì trong một cái hệ thống mạng như vậy thì các bạn có rất nhiều bạn muốn truyền thông tin khác nhau chẳng hạn. Các bạn muốn truyền mail, các bạn muốn chơi game, các bạn muốn gì, các bạn muốn chat online chẳng hạn đấy. Thế thì tất cả các bạn trong một khoảng wireless LAN đấy đều phải được tập trung giao tiếp thông qua một cái access point. Và thông tin truyền đi hay nhận vào đều qua cái access point đó. Thế thì việc tổ chức thông tin, tạo ra các phiên làm việc hay điều khiển đa truy nhập hay hay đảm bảo được là truyền tin tin cậy, tất tật tật đều phải thông qua con đó. Thế thì làm sao đảm bảo được các bạn là cái thông tin của bạn đến đích một cách chuẩn xác? Bởi vì sao? Thông tin của bạn từ access point nó còn phải qua vô số các con router khác nó mới đến được con server các bạn truy vấn, đúng không? Do đó network and control layers nó là một cái chức năng ảo của một cái hệ thống. Nó được đưa vào đây để đảm bảo cái điều đó cho các bạn. Thế thì các cái lớp này nó sẽ bao gồm các cái khối chức năng. Khối chức năng này liên quan đến cái mô hình OSI mà các bạn sẽ học trong môn mạng máy tính. Vậy là các bạn học chưa? Kỳ này như các bạn đang học thì phải. Nếu mà bạn nào mà chưa biết được mô hình OSI thì các bạn có thể search cái từ khóa này sau môn học này nhé. Sau buổi học hôm nay các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thế thì mô hình này nó sẽ tạo một cái model mà bao gồm các khối chức năng khác nhau để đảm bảo được việc truyền dẫn hiệu quả và tin cậy của luồng thông tin các bạn muốn truyền. Thế cụ thể hơn thì
mô hình OSI bao gồm 7 lớp. Có thể nhiều bạn biết rồi nhưng mà thầy ở đây thì có thể nhắc lại một chút. 7 lớp. Yeah. À, lớp ứng dụng này. Lớp trình bày này. Lớp phiên này. Lớp truyền vận này. Transport này, lớp mạng này. Lớp kết nối data link này. Lớp physics là lớp vật lý. Thế thì ngành điện tử viễn thông của chúng ta làm việc với cơ sở hạ tầng gần như là 4 lớp cuối này. Đây là điện tử viễn thông. Mảnh đất của điện tử viễn thông. Còn công nghệ thông tin thì làm việc với 3 lớp trên. Trước đây thôi, thầy đang nói quan điểm là trước đây. Nhưng hiện nay thì nó hội tụ. Hai kỹ thuật này nó hội tụ. Do đó chúng ta có thể hoàn toàn làm việc với lớp ứng dụng. Đấy. Cái phía dưới này, 4 lớp này phía dưới này, để đảm bảo được là thông tin của chúng ta được truyền đến điểm muốn đến một cách tin cậy và đảm bảo chất lượng. Thế còn 3 lớp trên để chúng ta xử lý thông tin thì công nghệ thông tin người ta làm nhiều hơn. Đúng không? Chúng ta là nền tảng, họ lại khai thác. Hơi buồn ở chỗ đó. Một thời gian rất là dài. Cụ thể hơn là gì? Lớp truyền vận, transport sẽ liên quan đến nhiều các giao thức TCP. Transmission Control Protocol. Bởi vì các cái gói tin của chúng ta truyền đi, chúng ta phải điều khiển để nó tránh tắc nghẽn. Đường truyền của chúng ta ở physics này này, có thể có lúc tốt, có thể có lúc xấu. Đúng không? Nếu mà chúng ta truyền lúc nào cũng nhiều, thì rõ ràng là gì? Tắc nghẽn sẽ xảy ra. Vậy thì trong trường hợp đó thì cái thằng transport control layer này, nó sẽ đảm nhiệm cái vai trò là congestion control. Với các cái giao thức khác nhau, ví dụ như là Renault, ví dụ như là Tahoe, ví dụ như là gì, Cubic chẳng hạn. Với Cubic này thì đây là một cái hệ thống TCP mới. Không phải mới đâu, mà được mặc định cho hệ thống Linux rồi ấy. Nhưng gần đây nó được khai thác để nó sử dụng cho hệ thống thông tin vệ tinh. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ví dụ các bạn có thể tìm hiểu để đề xuất làm trong bài tập lớn chẳng hạn. Và lab mình vừa rồi có một cái bài liên quan đến các cái bài tạp chí nhé. ISI Q1 ấy, do một bạn năm thứ tư vừa rồi ra trường xong. Nghiên cứu về lớp, về các cái giao thức điều khiển tắc nghẽn của lớp transport với môi trường bên dưới này là môi trường quang. Môi trường quang trong vệ tinh hay là gọi là gì, satellite bay. Một bạn năm thứ tư nhé, một bạn năm thứ tư rất là giỏi. Thế bạn ấy ra trường rồi, bạn ấy học cử nhân thôi, bây giờ đang đợi học bổng. Thế còn lớp network này, network này chắc là nhiều bạn sẽ biết, đúng không? Network này làm nhiệm vụ gì nhỉ? Đánh địa chỉ của IP tin và định tuyến, đúng không? Một cái truy vấn của bạn muốn đến một con server nào đó thì rõ ràng là phải qua lớp network này. Nó sẽ điều hướng cái việc, cái dịch vụ của bạn đến con server mà các bạn muốn, để con server nó sẽ trả về cái dịch vụ các bạn sử dụng. Thế thì muốn làm gì thì làm, thì phải qua thằng network này. Đấy. Và trong cái lớp network này có vô vàn các bài toán khác nhau. Ví dụ như là định tuyến một cách nhanh nhất, định tuyến một cách sử dụng tài nguyên ít nhất, hiệu quả nhất, hay vấn đề bảo mật khi mà định tuyến. Thế thì lớp network này ở Viện Điện tử Viễn thông mình thì có lab của cô Trương Thu Hương,
hay là của thầy Nguyễn Hữu Thanh là làm việc nhiều. Thế còn lớp Data Link này chia thành hai lớp nhỏ, đó là lớp Data Link và lớp Mark, Submark. Data Link này là để làm gì? Data Link là gì? Gói tin của bạn truyền đi thì có thể bị lỗi, đúng không? Thế thì khi mà gói tin của các bạn bị lỗi chẳng hạn, thì lớp Data Link làm nhiệm vụ là thứ nhất là có thể sửa lỗi. Sửa lỗi. Các bạn học sửa lỗi rồi trong một cái môn học nào đó rồi. Môn lý thuyết mã hay là cái gì đấy? Mình không nhớ lắm. Cơ sở truyền tin hay cái gì? Hoặc là các bạn truyền lại gói tin đó. Thì lớp làm nhiệm vụ, Data Link làm nhiệm vụ đảm bảo được cái kết nối điểm điểm là đáng tin cậy. Lớp thứ hai là lớp Submark. Một cái lớp nhỏ ở phía dưới Data Link. Vì sao? Bởi vì chúng ta không phải là truyền từ một điểm đến một điểm duy nhất một người thôi, mà chúng ta truyền nhiều người. Nhiều người đó truy nhập vào một điểm. Vậy thì điều khiển cái việc truy nhập từ nhiều người đó vào một điểm sẽ diễn ra như thế nào cho nó hiệu quả? Bởi vì tài nguyên của một điểm đó là hữu hạn, đúng không? Thế thì lớp Mark sẽ làm nhiệm vụ đó, gọi là Medium Access Control. Medium Access Control, đúng nhỉ? Chúng ta có một cái Access Point. Access Point đó được cấp phát 3 cái tần số chẳng hạn, nhưng mà cho 10 người. Vậy thì 10 người đó sử dụng 3 cái tần số trong một khoảng thời gian sẽ như thế nào? Hiệu quả nhất thì cái thằng Access Control này sẽ điều khiển. Đó. Thế cuối cùng, cuối cùng là lớp Physics. Cuối cùng là lớp Physics. Physics liên quan đến môi trường các bạn truyền rất đa dạng. Và đây cũng là cái điểm yếu nhất của ngành điện tử viễn thông của chúng ta. Vì chúng ta chưa tập trung nhiều vào phía Physics này. Cái môi trường truyền của chúng ta thì có đa dạng, từ hệ thống có dây và hệ thống không dây. Hệ thống có dây thì các bạn có thể gồm nhiều hệ thống khác nhau, ví dụ như là cắp đồng, sợi quang, đúng không? Mạng LAN, mạng liếc gì đó. Thế còn vô tuyến thì các bạn có thể vô tuyến bằng trường điện từ, vô tuyến bằng quang chẳng hạn. Ví dụ vô tuyến quang thì các bạn có hệ thống FSO lúc nãy mình nói đấy, hay là hệ thống VLC chẳng hạn, trong nhà. Thế thì với cái đường truyền như thế này, thì thông thường là các bạn, trước đây các bạn được biết rằng là nó ổn định, tức là gì? Các bạn truyền một công suất và các bạn thu tại một điểm, cách cái điểm truyền ấy, một cái khoảng cách D chẳng hạn. Thì hầu như là gì, các bạn sẽ thu được công suất như nhau, cho dù là các bạn di chuyển cái điểm đó tạo thành một cái vòng tròn, tâm là cái điểm truyền và bán kính D, đúng không? Thế nhưng mà thực tế nó không phải vậy. Cái môi trường truyền của chúng ta biến đổi liên tục. Ví dụ các bạn tại thời điểm T1, các bạn truyền một tín hiệu công suất là P, các bạn nhận được công suất là P1. Tại thời điểm T2, các bạn truyền cũng tín hiệu đấy, công suất là P, các bạn thu được công suất là P2. Thì bản chất P1, P2 khác nhau. Thế thì rõ ràng đường truyền là gì? Đường truyền đây là gì? Ngẫu nhiên, random. Tín hiệu của chúng ta không đổi này, cách nhận khác nhau, rõ ràng đường truyền là khác nhau. Vậy thì làm thế nào để mô hình hóa và phân tích được cái tính chất ngẫu nhiên của đường truyền thì hiện nay là điểm yếu ngành điện tử viễn thông của chúng ta. Tuy nhiên là do giới hạn của việc thiết kế chương trình, chúng ta chưa tập trung được nhiều, do đó thiệt thòi cho các bạn, đặc biệt là các bạn khi mà đi học nước ngoài. Bởi vì khi đi học nước ngoài chúng ta phải học lại cái này. Và các bạn, hầu hết các bạn có thể hỏi lại các anh chị đã đi học nước ngoài, thì
khi học đến physical medium thì các bạn sẽ thấy nó khổ sở như nào. Vì các kiến thức mà liên quan đến tính không ổn định của đường truyền chúng ta không được tập trung nhiều trong môi trường đại học. Thời gian tới mình sẽ cố gắng đề xuất để mà thay đổi một chút liên quan đến việc tiếp cận cái kiến thức liên quan đến physics. Ok. Chúng ta trước đây chúng ta học theo kiểu là gì? À, chuyên một điểm đến một điểm khác là rõ ràng là deterministic đúng không? Đấy. Thế nhưng mà bản chất của nó là random. Đấy, do đó khi chúng ta phải hiểu điều đó. Chúng ta hiểu điều đó, hoặc là chúng ta chỉ xét tại một thời điểm thì nó deterministic thôi. Chỉ còn nếu chúng ta xét tại những thời điểm khác nhau thì hoàn toàn random. Đấy, do đó mình cứ ngay từ đầu mình đã bảo các bạn là phải để ý cái chuyện là học lại xác suất là vì vậy. Đúng không? Thế còn hai lớp này thì mình không nói, bởi vì mình cũng không hiểu lắm. Hai cái lớp presentation session, lớp phiên và lớp trình bày là mình không hiểu lắm, liên quan nhiều hơn đến công nghệ thông tin. Thế nhưng mà lớp này, lớp ứng dụng này, thì chúng ta sẽ có một môn đa phương tiện học. Đa phương tiện. Và sắp tới chúng ta có ngành đa phương tiện mở, thì nó sẽ hội tụ hơn với công nghệ thông tin. Thị giác máy tính, rồi cách xử lý dữ liệu, rồi cách tổ chức dữ liệu, khai thác dữ liệu như nào. Thì đa phương tiện này một cái hướng đi rất là hay, giúp chúng ta hội tụ hơn, tạo ra nhiều việc làm hơn cho sinh viên. Rất hay. Thế nhưng mà gốc rễ là chúng ta làm ngành điện tử viễn thông. Ok. Mình làm việc với lab, mình làm việc với lớp transport này, data link và physics cho các hệ thống wireless và optical. Wireless optical. Các bạn có thể vào cái site đầu tiên của các bạn đánh tên vào đấy, các bạn site đầu tiên thì các bạn vào trong cái lab. Các bạn có thể tìm thấy các publication, các cái công bố của lab mình liên quan đến ba cái mảng này. Rất là đa dạng, và hầu hết là các công trình đó đều được thực hiện bởi sinh viên của khoa mình đấy. Thế mới thấy rằng là gì? Chúng ta chỉ cần có cơ bản thôi. Và cơ bản đó được ốp cho một cái hệ thống mới chẳng hạn, hoặc khai thác một cái tính mới chẳng hạn, tính mới nhỏ thôi, thì chúng ta đã có công trình nghiên cứu chất lượng. Và đấy là cái cách tiếp cận của nghiên cứu hay làm việc trên thế giới. Đó, chúng ta phải xuất phát từ gốc, tức là gì? Từ nguyên lý truyền không đổi. Sau đó chúng ta dùng cái nguyên lý đó cho một cái hệ thống và phân tích hệ thống đó, hay phân tích một khía cạnh của hệ thống đó, và thấy rằng là nếu phân tích như vậy nó có điều chỉnh gì đó, nó có cải thiện, là chúng ta sẽ có một công trình nghiên cứu. Chứ còn chúng ta không nên tiếp xúc từ ngọn, tức là gì? Với một cái hệ thống khác nhau thì tổ chức nó sẽ khác nhau như thế nào? Không nên tiếp xúc như vậy. Bởi việc đó chúng ta hoàn toàn có thể học sau, và cái việc mà hệ thống này nó thay đổi so với hệ thống khác là diễn ra liên tục. Vì vậy mình nên nhá, lớp chúng ta đã học môn của mình rồi thì nên tiếp cận với cái việc là từ gốc chúng ta truyền như thế nào, sau đó thì từng hệ thống một sẽ phân tách thành cách tổ chức khác nhau. Ok. Thì đấy là nói qua một chút về mô hình OSI, còn bạn nào mà chưa rõ thì các bạn có thể đọc thêm. Thế thì dựa theo mô hình OSI này nhá, mình sẽ đưa cho các bạn một cái mô hình mà truyền dẫn trong thông tin vô tuyến, và có thể là nhìn rất là quen thuộc với rất là nhiều bạn sử dụng cái mô hình OSI này luôn. Ví dụ như này. Đó, đây là viết tắt của wireless communication nhé. Đây là bên phát, transmitter, và bên thu, receiver. Ok. Và các bạn để ý rằng cái transmitter này nó không trùng với cái từ này đâu nhé. Nó không phải giống cái này đâu nhé.
Trong cái hình vẽ này thì transmitter này có nghĩa là cái giao diện thôi, cái interface để đẩy thông tin đi thôi. Còn transmitter này là nó mang tính chất là nó cả một cái bên thu nó sẽ xử lý thế nào và cả bên phát nó sẽ xử lý thế nào nhé. Thế thì bên phát sẽ bao gồm ở đây có ba khối chức năng. Tất nhiên là có rất nhiều khối, thế nhưng mà ở đây mình viết ra ba khối cơ bản mà nó liên quan đến các môn mà các bạn đã học trước đây. Source coder hay là source coding chẳng hạn, encoding chẳng hạn. Đó là gì nhỉ? Đây là mã hóa nguồn. Đây là mã hóa kênh. Đây là gì? Điều chế. Đúng không? Điều chế. Thế thì bên phát nó có 3 khối chức năng như vậy. Thì bên thu có 3 khối tương ứng: giải, điều chế, giải mã hóa kênh và giải mã hóa nguồn. Nhiệm vụ nó làm ngược lại. Và 3 cái môn học này, 3 cái khối chức năng này, mặc dù nó không đầy đủ cho một cái đại diện cho một bên phát hay đại diện cho một bên thu, nhưng nó khá cơ bản và tồn tại hầu hết trong các hệ thống thông tin vô tuyến. Không phải tất cả nhé, nhưng hầu hết hiện nay. Đấy. Thế thì cụ thể mã hóa nguồn chúng ta học trong môn gì? Chúng ta sẽ học trong môn đa phương tiện. Các cái thuật toán nén tín hiệu. Hay mã hóa kênh chúng ta sẽ học trong cái môn môn nào học về Hamming các em nhỉ? Môn cơ sở truyền tin đúng không? Lý thuyết mã gì đấy? Hay điều chế chúng ta học ngay từ ngay trong môn thông tin số kỳ trước. Rõ ràng là gì? Mỗi khối chức năng này là một cái mảng kiến thức mà chúng ta đã học cụ thể trong một cái môn học. Và nó nằm trong một cái khối để đảm bảo rằng thông tin được truyền xuyên suốt từ bên phát sang bên thu. Đúng không? Ở đây thì nhắc lại một chút về mã hóa nguồn. Tại sao chúng ta phải dùng mã hóa nguồn? Tại sao chúng ta phải dùng mã hóa nguồn? Mã hóa nguồn là chúng ta xử lý cái nguồn thông tin của chúng ta để đảm bảo rằng là nó sẽ loại bỏ đi, nó sẽ loại bỏ đi các cái thông tin dư thừa ở trong cái nguồn thông tin đó. Ví dụ bằng các cái thuật toán nén chẳng hạn. Ví dụ các bạn có thể nhìn thấy trong các cái thuật toán ví dụ như là ZIP chẳng hạn đúng không? Hay là JPEG chẳng hạn đúng không? Các cái thuật toán mà các bạn MPEG chẳng hạn. Nghe tên rất là quen thuộc, không biết là các bạn nào đã triển khai chưa? Bằng các cái phương thức ví dụ như là lấy mẫu lượng tử và rời rạc hóa. Đây là những cái cơ bản trong môn đa phương tiện. Và tại sao chúng ta phải cần? Lý do là ví dụ như là chúng ta phát một cái chúng ta truyền một cái hình ảnh đi, một cái video đi chẳng hạn. Thế thì để đảm bảo rằng là chúng ta truyền được nhiều video mà chất lượng không đổi thì chúng ta chỉ truyền những cái khung hình, cái yếu tố động ở trong một cái khung hình nào đó mà thôi. Thế còn yếu tố mà nó không động thì chúng ta không cần phải truyền bởi vì nó có thay đổi gì đâu. Đúng không? Ví dụ như là thầy đang được truyền hình trực tiếp trong việc là giảng bài cho lớp chúng ta chẳng hạn. Đó. Thế thì đâu cần phải truyền toàn bộ cái khung hình đằng sau thầy. Nhiều khi chỉ cần truyền cái khẩu hình của thầy. Đúng không? Thế còn đỡ đi cái việc là truyền toàn bộ cái khung hình không đổi bên cạnh. Dẫn đến việc là gì? Chúng ta có thể tiết kiệm được băng thông. Mà tiết kiệm được băng thông có nghĩa là gì? Chúng ta có thể khai thác được băng thông một cách hiệu quả bằng cách là chúng ta dành cho người khác sử dụng. Tại cùng thời điểm đấy chẳng hạn. Thì đấy là nội dung chính của source encoding. Tuy nhiên là cái phần này là nó tách bạch. Do đó là chúng ta bạn nào mà đã học rồi thì các bạn có thể nhớ lại một chút thôi, chứ còn nó không
mình không đi sâu chi tiết vào vào cái môn học này. Rồi. Thứ hai là gì? Cái khối channel, channel coding. Thế thì môn này được học trong cái môn cơ sở truyền tin hay lý thuyết mã gì đấy. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng là tại sao chúng ta cần cái khối này. Tại sao chúng ta cần cái từ error correction in our life, gợi ý cho chúng ta cái cách suy nghĩ về cái khối chức năng này. Thì các bạn nhìn lại cái mô hình wireless channel này. Đúng không? Các bạn thấy rằng là môi trường truyền của chúng ta đây là môi trường truyền vô tuyến. Ở môi trường truyền vô tuyến thì cái tính bất ổn của nó vô cùng lớn. Tất nhiên những môi trường khác, ví dụ có dây thậm chí nó cũng bất ổn, thế nhưng mà với vô tuyến thì đặc biệt bất ổn. Tín hiệu của chúng ta truyền đi và chúng ta không kiểm soát được. Tín hiệu truyền trong không gian này chúng ta không kiểm soát được. Do đó là chúng ta, tín hiệu của chúng ta nó sẽ biến đổi liên tục. Đúng không? Nó đi rồi nó va chạm vào các cái building rồi các cái tòa nhà rồi nó sẽ biến đổi liên tục. Dẫn đến việc là gì? Chất lượng tín hiệu nó cũng biến đổi liên tục. Do đó thì nhiều khi chúng ta truyền một thì chúng ta nhận được gì? Nhận được không? Có nghĩa là gì? Tín hiệu truyền đi bị gì? Bị lỗi. Đúng không? Tín hiệu truyền đi bị lỗi. Thế thì cái mã hóa kênh này, nó sẽ làm nhiệm vụ là gì? Nó sẽ hạn chế được phần nào cái ảnh hưởng lỗi đó của đường truyền tác động lên cái luồng thông tin của chúng ta. Thế nên cái mã hóa kênh nhiều khi các bạn học trong nếu mà các bạn tiếp xúc với sách nước ngoài thì nó gọi là môn error correcting code, mã sửa lỗi. Và các bạn search cái từ cost, ACC cost. Trên thế giới rất nhiều. Và là gần như là bắt buộc trong ngành communication của chúng ta. Bản thân thầy học thạc sĩ cũng được học hai cái cost này, ECC 1 và ECC 2. Nó muốn nói đến cái tầm quan trọng của cái khối chức năng này trong việc truyền thông vô tuyến. Chất lượng tín hiệu của chúng ta theo chuẩn để đạt được cái mức tối thiểu. Với một cái hệ thống khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là với hệ thống thông tin di động hay vô tuyến nói chung thì mức độ 10.6, 10.5. Với hệ thống quang thì có thể đạt đến 10.12, đến 10.14. Nếu mà dưới cái mức này thì có nghĩa là chất lượng không được đảm bảo. Và tác động của đường truyền lên cái tín hiệu đó là khá là nghiêm trọng. Thế thì để hạn chế nó thì chúng ta phải thiết kế hay là sử dụng các cái loại mã khác nhau để hạn chế được phần nào, nâng cao cái chất lượng tín hiệu đi. Thầy lấy ví dụ các bạn truyền bit 1, chúng ta nhận được bit 0 với một cái xác suất P nào đó. Có thể là rất nhỏ thôi, nhưng có thể xảy ra đúng không? Thế thì bây giờ khắc phục cái tình trạng này như thế nào? Bây giờ chúng ta truyền thay vì bit 1, bây giờ chúng ta truyền một cụm bit 5 bit 1 chẳng hạn, 1 1 1 1. Và 5 cái bit này sẽ đại diện cho bit 1. Độc lập với nhau, đúng không? Và khi mà truyền trên đường truyền như vậy, thế thì xác suất có thể là sai 2 bit. Là gì? P bình. Rõ ràng P ở đây ví dụ chỉ cần 0.1 thôi. Ô xin lỗi các em. Ở đây P ở đây là 0.1 thôi chẳng hạn. Ô nó bị lỗi. Xin lỗi.
thì tại sao? Biết chứ. Ấn về cái gì? Được rồi. Xin lỗi cái đoạn ngành nghèo này nhé. À, mình viết tránh ra đây, mình chưa biết xóa. 0,1 chẳng hạn. Thế thì P bình ở đây thậm chí bằng 0,01. Tức là cái xác suất lỗi rất là nhỏ. Để mà sai 2 bit chẳng hạn. Thế thì cho dù là chúng ta có thể xảy ra việc sai 2 bit như thế này, thì chúng ta vẫn có thể khôi phục lại được. Bởi vì chúng ta có 3 bit mà. 3 bit là 1 mà 2 bit không, không mà. Chúng ta vẫn có thể hiểu được rằng là 5 bit 1 đã được truyền và chúng ta suy ra được bit truyền là 1. Đúng không? Thì đây là cái cách, một trong những cách đơn giản nhất, được gọi là repetition code, mã lặp đấy. Mã lặp. Đó. Tất nhiên chúng ta phải đánh đổi bằng băng thông. Bởi vì trước đây chúng ta chỉ truyền 1 bit, nhưng mà bây giờ chúng ta phải truyền 5 bit mới quy định được một symbol truyền. Chúng ta phải đánh đổi băng thông. Không có gì toàn vẹn được. Chúng ta muốn nâng cao được cái này thì chúng ta phải giảm cái khác. Đúng không? Repetition code. Và còn nhiều các loại mã khác, ví dụ như là Hamming, mã tuyến tính Hamming, đúng không? Học. Hay là mã chập. Mã chập, đúng không? À. Mã chập này thì hồi xưa thầy học thì đến kỳ ECC2 chúng ta thầy mới học. Chúng ta thầy phải dùng cái Viterbi đi coding để mà giải mã. Và chúng ta phải biết được rằng là đường truyền nó sẽ tác động đến tín hiệu như thế nào. Thì học cái môn này mới có ý nghĩa. Nếu còn chúng ta học mã hóa xong, chúng ta học giải mã thì vô nghĩa. Đúng không? Chúng ta lúc đó chúng ta chả hiểu được tại sao. Tại sao chúng ta phải học cái môn này. Thì rõ ràng là cái luồng bit thông tin của bạn truyền đi phải thực tế bị ảnh hưởng bởi đường truyền cơ. Và chúng ta phải tách ra được cái tín hiệu lỗi đó và chúng ta khôi phục lại được bằng các loại mã cụ thể như này. Đấy. Chúng ta thấy môn này sẽ có ý nghĩa. Còn không thì sẽ giống như học vẹt. Hồi xưa học thạc sĩ là thầy code bằng C. Code bằng C, cái luồng bit thông tin này rất là cực. Điện hồi đó nó ít. Và cái bạn nào tìm hiểu về cái channel coding này, các bạn cũng có thể sử dụng cho bài tập lớn. Okay. Rồi. Và trong cái mô hình đó, chúng ta còn thấy được điều chế. Điều chế. Điều chế là cái môn mà các bạn xin lỗi, là cái phần mà các bạn quen thuộc nhất. Điều chế là cái phần quen thuộc nhất. Mặc dù có thể các bạn làm nhiều nhưng các bạn không hiểu bản chất của điều chế là gì. Mình đảm bảo luôn, nhiều, rất là nhiều bạn tính toán gọi là mapping cái tạo ra các symbol ấy, nhưng các bạn không hiểu được bản chất của điều chế là gì. Thì đây là mô hình mà mô tả các cái bước trong một cái hệ thống được gọi là điều chế. Và thầy nói trước đây là chỉ dành cho vô tuyến nhá. Bởi vì sao? Bởi vì với một hệ thống khác thì điều chế nó khác. Vậy bản chất của điều chế là gì? Trong một cái hệ thống thông tin số nói chung chẳng hạn, thì bản chất của điều chế chẳng qua là truyền các cái luồng bit thông tin thành các cái dạng tín hiệu phù hợp với đường truyền. Vậy truyền như thế nào? Thì nó phụ thuộc vào từng khối ở bên trong cái hệ thống điều chế đó, khối chức năng điều chế đó. Thầy lấy ví dụ với vô tuyến. Trước cái khối điều chế thì chúng ta có một cái luồng bit thông tin, đúng không? Thầy nhìn lại cái, xin lỗi, nhìn lại cái hình này. Đây, trước điều chế thì rõ ràng chúng ta có một cái luồng bit thông tin ở đây, 010101, đúng không? Thế thì rõ ràng là đầu vào của điều chế chúng ta cần phải chuyển đổi thành các cái tín hiệu mà phù hợp với đường truyền đi. Vậy phù hợp thế nào? Thế thì chúng ta sẽ có hai bước chế trong thông tin vô tuyến. Đúng không? Thứ nhất là chúng ta mapping.
ánh xạ, ánh xạ gì, ánh xạ một bit hoặc nhiều bit thành cái được gọi là symbol, thành cái được gọi là symbol. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì cái chúng ta thu được ở phía thu là symbol, và do đó chỉ qua ánh xạ thì chúng ta mới suy ngược lại được là bit nào đã được truyền, đúng không? Rồi việc thứ hai là gì? Symbol đó phải được biểu diễn bằng tín hiệu truyền như thế nào? Bởi vì sao? Bởi vì thông tin vô tuyến, thông tin vô tuyến bản chất khi mà chúng ta truyền tín hiệu ấy, thì tín hiệu truyền của chúng ta là năng lượng lan truyền, năng lượng điện tử lan truyền, là một cái dạng sóng tương tự. Do đó bước thứ hai là chúng ta phải truyền cái symbol đó được đại diện bởi một cái waveform, một cái dạng sóng tương tự nào đó, để nó lan truyền năng lượng đến phía thu. Và cái dạng sóng đó được gọi là waveform. Ký hiệu, nó là một cái dạng sóng tương tự, vì vậy nó ký hiệu là UT. Và signal processing nó chủ yếu nằm trong cái này. Signal processing nằm trong cái tín hiệu UT. Bạn muốn xử lý thế nào, bạn phải xử lý ở bước này. Rồi, thế nhưng mà có thể có những cái đường truyền, có những môi trường truyền. Nếu chúng ta truyền đơn thuần tín hiệu UT đi, tín hiệu UT này tín hiệu băng gốc, baseband. Các bạn có biết tín hiệu băng gốc không? Tín hiệu băng gốc là những cái tín hiệu mà nó tồn tại tồn tại ở các cái tần số lân cận 0 Hz và bằng 0 ở các cái tần số khác. Thế thì những tín hiệu do đặc trưng của môi trường truyền vô tuyến của chúng ta là nó làm cho các tín hiệu mà lân cận 0 Hz khi mà truyền trên đường truyền là gần như bị suy hao. Gần như bị suy hao hết. Đấy là đặc trưng về trường điện tử. Thế nên là nếu chúng ta muốn truyền xa hơn bằng vô tuyến thì chúng ta phải lợi dụng, chúng ta phải đẩy tín hiệu lên. Đẩy tín hiệu lên. Đẩy bằng cách nào? Đẩy bằng cách là chúng ta tăng cái tần số của cái UT này lên. Tức là chúng ta ghép cái tín hiệu, cái waveform UT này vào một cái sóng mang. Vào một cái sóng mang. Và tín hiệu sóng mang mà mang cái waveform của tín hiệu baseband được gọi là tín hiệu thông dài, bandpass waveform. Bandpass waveform. Và tín hiệu này khi mà truyền đường truyền thì sẽ tạo ra cái suy hao ít nhất. Như vậy là gì? Cái bandpass này có thể không cần trong một số hệ thống. Nhưng hai khối đầu chắc chắn cần. Đúng nhỉ? Và phía thu sẽ làm ngược lại. Chúng ta bandpass chúng ta thu được, chúng ta phải hạ tần nó đi. Hạ tần nó đi, chúng ta phải lọc, lọc để lấy được cái baseband, và chúng ta chuyển cái baseband sang cái symbol, symbol rồi chúng ta lại chuyển sang các cái bit thông tin mà chúng ta cần. Đấy, bản chất của điều chế là như vậy. Chứ nó không phải đơn thuần chỉ là gì đẩy baseband lên bandpass, passband đâu, đúng không nhỉ? Hy vọng rằng là nhìn qua cái hình này các bạn có thể hệ thống lại kiến thức, mà nhiều khi nó là vụn vặt ở cái môn thông tin số. Các bạn tính toán nhiều thì các bạn hệ thống lại kiến thức thì các bạn xác định được là cái điểm các bạn biết nó nằm ở đâu trong một cái chuỗi mô hình như thế này. Ok. Rồi. Phần này thì liên quan đến cấu trúc của transmitter mình bỏ qua đi. Nó giống như cái vừa rồi thôi. Đây. Cái transmitter nó vừa rồi. Nó là một cái hệ thống mà có điều chế và bộ lọc. Transmitter, receiver nó tương tự. Mình
mình đã nói rồi nên mình bỏ qua. Nếu bạn có hình dung ra được là cái source encoding nó nằm ở trong lớp nào của mô hình OSI không? Ba cái khối này nó nằm trong khối chức năng nào của mô hình OSI không? Mã hóa nguồn nó làm nhiệm vụ xử lý dữ liệu gốc. Vì vậy nó nằm ở đâu nhỉ? Trước khi truyền đi, vậy nó nằm ở đây này. Đúng không? Ờ. Rồi nữa. Mã hóa kênh. Ờ, mã hóa kênh nó nằm ở đâu? Mã hóa kênh nó làm nhiệm vụ là sửa lỗi tín hiệu. Sửa lỗi quay tin. Rõ ràng nó nằm ở đâu? Đây này. Đúng chưa? Còn gì nữa không? Thằng điều chế này này, nó nằm ở đâu? Điều chế nó nằm ngay ở trong transmitter, chỗ này, này. Nằm trong khối đấy. Bởi vì nó còn phải phụ thuộc vào cái môi trường truyền này nữa này. Ví dụ môi trường truyền quang thì nó sẽ khác nhé. Ví dụ môi trường ở đây là quang chẳng hạn. Đúng không? Thì cái transmitter ở đây này, nó phải đảm bảo rằng nó biến đổi tín hiệu 0101 này thành các cái luồng sáng khác nhau để nó truyền đi. Đúng không? Do đó nó phải nằm trong cái transmitter, nó nằm trong cái phần giao diện kết nối ra được truyền. Đấy. Ok. Đó. Slide mình sẽ up sau nhé. Có muốn nghỉ giải lao chút không? Ai học luôn thì nghỉ sớm. Học luôn thế ạ? Học luôn nhá, học luôn buổi đầu thì mình thực ra mình nói hơi hăng tí. Buổi đầu đáng lẽ là mình cho nghỉ rồi đấy. Hôm nay mình nói hơi nhiều một tẹo. Giải trí với các bạn thôi bởi vì nó cũng chưa liên quan nhiều đến môn học này. Hệ thống kiến thức nên là mình nói hơi nhiều một tẹo. Nếu bạn nào biết rồi thì các bạn có thể bỏ qua nhá. Còn bạn nào mà chưa biết thì chúng ta hệ thống lại kiến thức một tí, đúng không? Rồi mình nói lại, mình nói tiếp. Mình nói là cái phần channel này. Cái phần này là cái phần như mình nói đấy, nó là cái phần mà các bạn bị hỏng nhiều nhất. Bây giờ mình sẽ phân tích tại sao các bạn hỏng. Vậy channel này nó phản ánh cái gì? Nó phản ánh cái môi trường các bạn truyền thông tin và nó đa dạng, đúng không? Nguyễn nói từ đa dạng, nó có thể là sợi quang, nó có thể là quang vô tuyến, nó có thể là gì, vô tuyến trường điện từ, nó có thể là sóng âm dưới nước, nó đa dạng. Và để mà phân tích được cái tính đa dạng, xin lỗi, về phân tích được một cái tính phức tạp của cái môi trường này, chúng ta sẽ lựa chọn một cái chung, nó là vô tuyến wireless. Vậy thì cái đặc tính của môi trường truyền vô tuyến có cái gì mà làm cho đường truyền nó phức tạp, nó bất ổn như vậy? Không biết là các bạn đã học thông tin vô tuyến chưa, nhưng mà hy vọng rằng là các bạn có chút kiến thức liên quan đến cái đặc tính của môi trường truyền. Thế thì khi mà truyền vô tuyến của các bạn ấy, nó sẽ có thể phân thành hai loại. Đó là truyền dài và truyền ngắn. Truyền dài thì trong môn học này chúng ta có thông tin vệ tinh, thông tin V3. Còn truyền ngắn thì chúng ta có thông tin di động. Thế thì khi truyền dài thì chúng ta có hiện tượng gọi là hai hiện tượng xảy ra, hai hiện tượng đặc trưng của truyền dài, đó là path loss và hiện tượng thứ hai là hiện tượng shadowing. Mình từ này mình không biết dịch tiếng Việt thế nào, mình cứ để nguyên. Và bây giờ mình sẽ các bạn hiểu ý nghĩa của nó thôi. Thế thì hai cái hiện tượng này ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tín hiệu.
Và từ trước đến giờ chúng ta hầu như chúng ta chỉ quan tâm cái thằng Patlot này thôi. Không biết thằng Shadowing là cái gì. Thế còn khi truyền ngắn ở trong các cái hệ thống thông tin di động, ví dụ như là trong một cái cell nhỏ, khi mà chúng ta kết nối đến base station rồi base station truyền đến một cái cell khác, thì chúng ta gặp vấn đề là vấn đề multipath fading. Và cái hiện tượng multipath nó xảy ra trong một cái khoảng cách rất là ngắn, cách rất là ngắn, nó chỉ cỡ vài mét hoặc vài chục mét, vài mét vài chục mét, và nó là một vài lần cái bước sóng. Ví dụ như các bạn có thể thấy là nếu mà chúng ta sử dụng tần số 3G thì bước sóng của chúng ta là 0.1 mét, đúng không? Thế thì cái việc cái hiện tượng small scale này, nó multipath fading thì nó xảy ra trong vòng trong một cái diện tích căn phòng nào đó thôi, trong một diện tích nhỏ. Thế còn Patlot kia hay Shadowing kia thì nó xảy ra ở một cái phạm vi rộng hơn, có thể là cỡ vài chục mét đến vài trăm mét chẳng hạn. Và để phản ánh được ba cái hiện tượng này trong cái việc truyền thông tin vô tuyến thì chúng ta cứ nhìn cái hình bên phải nha. Thế thì hình bên phải mô tả cái tỷ lệ công suất phát và công suất nhận theo khoảng cách ở đơn vị lock nhé, đơn vị lock. Đấy. Các bạn không biết là nhìn rõ không? Mình sợ là các bạn nhìn chưa rõ lắm. Thế thì các bạn mà không rõ các bạn bảo mình nhé, mình sẽ chú thích vào đây. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến Patlot tức là suy hao, thì các bạn có thể nhìn thấy cái hình in đậm. Cái hình in đậm. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là gì? Nếu khoảng cách càng lớn, đúng không? Thì làm sao? Thì làm sao nhỉ? Công suất nhận làm sao nhỉ? Càng nhỏ. Công suất nhận giảm dần theo khoảng cách. Và cái việc giảm này nó tuyến tính. Nó tuyến tính. Nó có thể dự đoán được, đúng không? Thế nhưng mà nếu có hiện tượng shadowing xảy ra, nếu có hiện tượng shadowing xảy ra thì tín hiệu của chúng ta nó sẽ bị thăng giáng. Xin lỗi, như cái hình này. Cái hình in đậm một tẹo nhưng mà nó vẫn còn nét chấm chấm ấy. Đây, chỗ này rõ hơn. Tức là gì? Tín hiệu của chúng ta đấy có thể giảm, có thể tăng, đúng không? Thầy lấy ví dụ như này. Tại vị trí này, đúng nhỉ? Rõ ràng là so với vị trí này không phản ánh đúng cái chúng ta mong muốn nữa. Khoảng cách xa hơn nhưng mà công suất nhận của chúng ta lại nhiều hơn. Rõ ràng là bất thường rồi. Nó không theo ý muốn của chúng ta nữa. Vậy thì phân tích nó làm sao? Chưa kể đến nếu chúng ta xét đến cả cái trường hợp thứ ba này nữa, thì tín hiệu của chúng ta nó còn biến đổi thế này này. Nó lằng nhằng quanh cái... Đấy. Nó dao động như vậy. Và phân tích chúng ta sẽ đi vào hai cái hiện tượng đầu trong môn học này thôi. Còn cái hiện tượng thứ ba này nó rất là phức tạp, nó liên quan đến môn random process. Nó nặng về toán. Đấy, mặc dù chúng ta biết đấy, ví dụ như là chúng ta biết quá trình ngẫu nhiên Bernoulli hoặc là gì nhỉ? Quá trình mà các bạn vòi sông, đúng không? Thì các bạn xét một cái quá trình rất là dài và chúng ta biết được là một cái tỷ lệ quái tin đến một cái nốt nào đó với một cái tỷ lệ lambda nào đó, quái kịt trên dây chẳng hạn. Thì đấy là quá trình ngẫu nhiên đấy. Nhưng mà với hiện tượng multipath fading nó còn nhiều hơn thế nữa. Do đó
trong môn học này thì chúng ta chỉ tập trung vào hai cái này thôi, cũng là khá là vất vả rồi nhé. Còn bạn nào mà thiên về làm về viễn thông thì bắt buộc sau này chúng ta sẽ tiếp cận với nó, với cái multipath này, nhiều đằng khác. Chúng ta nếu cần tài liệu về mảng này thì thầy cũng sẽ gửi cho các bạn sau. Thế thì nói về hai cái tượng đầu đó là payload và sharding. Thế thì payload gây ra bởi cái gì? Khi mà chúng ta lan truyền cái năng lượng điện từ trong không gian, rõ ràng là gì? Là năng lượng nó sẽ bị hấp thụ một phần, đúng không? Nó chuyển đổi thành các cái dạng năng lượng khác, dẫn đến việc là cái năng lượng lan truyền của chúng ta tại điểm cuối cùng là bị suy giảm so với cái năng lượng ban đầu. Cái việc này có thể được định lượng hóa bằng cách là trước đây chúng ta giải cái phương trình Maxwell về lan truyền trường điện từ, đúng không? Đúng nhỉ? Tuy nhiên là ở đây mình hiểu thế thôi, còn mình không đi sâu vào. Và việc giảm đó nó được mô hình hóa, được công thức hóa theo một cái theo một cái hàm tương minh nào đó. Và nó xảy ra ở khoảng cách khá là lớn, cỡ vài trăm mét đến thậm chí km. Và do đó, khi mà thiết kế các hệ thống thông tin như V3 hay vệ tinh thì chúng ta cũng lại quan tâm chủ yếu đến thằng này thôi. Payload. Mô hình gọi là mô hình suy hao theo đường truyền đấy các em. Tất nhiên chúng ta không để ý đến cái chuyện là suy hao do mưa. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc là năng lượng điện từ đã bị suy hao như thế nào khi mà truyền. Thế thì để mà mô hình hóa cái việc suy hao này thì có khá nhiều. Nhưng một trong những mô hình đơn giản nhất đó là chúng ta xét mô hình này. Công suất nhận của chúng ta suy giảm theo hàm mũ của khoảng cách. Chúng ta nhìn có quen không? Chúng ta đã gặp mô hình này trong một vài cái hệ thống truyền thông tin số của chúng ta. Và nếu trong trường hợp này gamma bằng 2, gamma được gọi là hệ số suy hao, số mũ suy hao chẳng hạn. Thì chúng ta giống như việc là chúng ta truyền trong không gian tự do. Truyền trong không gian tự do. Cái hệ số K của chúng ta phụ thuộc vào cái khoảng cách, phụ thuộc vào tần số chúng ta truyền. Cụ thể nó bằng lambda chia 4 pd. Lambda chia 4 pd. Ok. Cái này khi mà nhắc đến trong hệ thống thông tin V3 mình sẽ nói lại thôi. Đây chỉ là có giới thiệu cho các bạn. Bạn nào có thể là các bạn biết rồi, các bạn về các bạn ôn lại một tẻo, các bạn chưa biết các bạn chuẩn bị trước thì đến cái phần thông tin V3 mình sẽ nhắc lại cái mô hình này. Ngoài ra gamma còn phụ thuộc vào môi trường truyền, ví dụ như là vùng ngoại ô, ví dụ như là trong thành phố thì hệ số gamma nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là vùng ngoại ô thì nó có thể là 3,5, vùng trong đô thị thì nó có thể là 4, có thể là 6 chẳng hạn. Gamma càng lớn thì suy hao càng lớn. Và gamma nhỏ nhất là khi mà chúng ta truyền trong không gian tự do thì gamma bằng 2. Và khi gamma bằng 2 được gọi là truyền trong không gian tự do thì tiếng Anh gọi là free space communication. Và đây là mô hình truyền đơn giản nhất. Đơn giản nhất. Đấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái bảng này. Bảng này được nghiên cứu một cách thực nghiệm của từng mô hình sẽ có gamma khác nhau. Đấy. Tất nhiên rằng là khi nào mà làm bài tập hay là liên quan đến các bài tập các cái vấn đề thực tế mà liên quan đến cái hệ số mũ này thì các bạn có thể tra internet là có thể ok ngay, đúng không? Đấy. Ở đây chỉ là giới thiệu cho các bạn biết thôi. Rồi,
Và từ trước giờ chúng ta toàn quen tới với cái cách tư duy này thôi. Nó hiển nhiên, nó tường minh, nó xác định. Cứ truyền dài, năng lượng bị hấp thụ, rõ ràng có suy hao. Rõ ràng công suất nhận sẽ giảm so với công suất so với công suất phát. Thế còn cái hiện tượng shadowing nó lại thì hiện tượng thứ hai, hiện tượng shadowing nó làm gì? Nhiều khi công suất nhận tại khoảng cách dài hơn lại lớn hơn cái công suất nhận tại khoảng cách nhỏ hơn. Vậy shadowing là gì? Và tại sao lại xảy ra hiện tượng đó? Vậy thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút cái shadowing. Shadowing là cái hiện tượng mà khi mà cái năng lượng, cái tín hiệu của chúng ta lan truyền trong không khí, nó bị đập vào các cái vật thể có kích thước rất là lớn, thường thường lớn hơn rất là nhiều lần so với bước sóng truyền. Nó có thể là một cái tòa nhà lớn, một cái ngọn đồi lớn hay một cái cây lớn, dẫn đến việc là cái tín hiệu của chúng ta sẽ bị hấp thụ, bị phản xạ, bị tán xạ. Và cái tín hiệu của chúng ta nó sẽ đi từ điểm đầu đi điểm cuối bằng nhiều đường khác nhau, đúng không? Thế khi mà đi bằng nhiều đường khác nhau như vậy thì cái tín hiệu cuối cùng chúng ta nhận được nó sẽ bị biến đổi. Bởi vì sao? Nó sẽ khác pha nhau, khác biên độ nhau. Khi mà kết hợp lại nó sẽ biến đổi. Và biến đổi thế nào? Thì nó sẽ biến đổi ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là gì? Lúc nó tăng, lúc nó giảm. Và cái hiện tượng này nó sẽ xảy ra ở khoảng cách ở cỡ hàng chục mét đến trăm mét. Các em có thể hình dung cái hiện tượng shadowing này nó giống như việc là ánh sáng của chúng ta ở mặt trời đấy, nó chiếu xuống dưới đất và nó bị đi qua các cái tầng mây. Cái tầng mây nó sẽ che cái ánh sáng đó, và ở phía dưới chúng ta sẽ nhận được một cái hình thù rất là kỳ dị, nó ngẫu nhiên, đúng không? Đấy, các em có thể nhìn cái hình vẽ này cũng có thể phản ánh được. Nếu chúng ta chỉ xét bát lốt không, nếu chúng ta chỉ xét bát lốt không mà chúng ta không xét shadowing, hoặc chúng ta xét shadowing theo một cái suy hao một cách không đổi, thì nếu chúng ta phát một cái tín hiệu tại base station mà chúng ta nhận một cái tín hiệu tại một điểm nào đó, và thì cái tín hiệu nhận của chúng ta đấy gần như là nó sẽ như nhau. Như nhau ở đây có nghĩa là nó tạo ra một cái hình tròn, miễn là chúng ta có cùng khoảng cách. Thế nhưng mà nếu chúng ta xét hiện tượng random thì rõ ràng là cùng một khoảng cách đó thì tín hiệu của chúng ta sẽ khác nhau rồi. Nó sẽ biểu diễn bởi một cái hình bên trong này, hình này này. Thế thì mô hình hóa cái biến đổi random này như thế nào? Thì chúng ta dùng cái mô hình đơn giản nhất, bởi vì nó ngẫu nhiên mà. Nó ngẫu nhiên thì thực ra là tại sao mô hình hóa theo cái mô hình này thì nó phải liên quan nhiều đến kiến thức toán một chút. Kiến thức đấy gọi là Central Limit Theorem thì các bạn có thể bỏ qua đi, vì nó liên quan nhiều đến cái lý thuyết về random process. Nhưng mà có ý nghĩa là như thế này này: tín hiệu của các bạn ấy, các bạn truyền trên đường truyền thì nó không kiểm soát được, và nó khi mà nó va đập vào các vật thể lớn nó tạo thành các cái đường truyền khác nhau, và số lượng đường truyền này rất là nhiều, rất là ngẫu nhiên. Thế thì lý thuyết Central Limit ấy, lý thuyết tập trung ấy, nó nói rằng là tín hiệu tổng hợp từ rất nhiều cái nguồn khác nhau random như vậy thì đã được chứng minh, tường minh rằng nó sẽ tuân theo phân phối chuẩn. Tuân theo phân phối chuẩn. Và do đó để mô hình hóa cái ảnh hưởng của shadowing lên cái tín hiệu truyền thì người ta dùng cái phân phối chuẩn. Cụ thể là nếu chúng ta lấy 10 log 10 của cái thằng PT, tức là công suất phát chia công suất nhận, thì đại lượng này sẽ là một cái đại lượng ngẫu nhiên. Mà để phản ánh cái đại lượng ngẫu nhiên thì rõ ràng là chúng ta phải dùng phân phối chuẩn. Trước đây chúng ta học xác suất đúng không?
Phân phối chuẩn là gì? Chúng ta có một cái phân phối theo dạng hình chung đúng không? Đúng chưa? Đấy. Mu ở đây là min, tức là gì? Giá trị trung bình của nó. Ở đây là mu, đơn vị là dB. Đúng không? Và nó phân bố đều sang hai bên. Tín hiệu nhận của chúng ta có thể là lớn hơn PT, có thể là nhỏ hơn PT, thì nó phân bố theo hai chiều như thế này. Đúng không? Và cái variance, tức là cái biến đổi theo hai chiều này, nó có giá trị đại diện bởi sigma bình. Sigma bình được gọi là gì? Variance đúng không? Đấy, thế còn căn của variance thì được gọi là độ lệch chuẩn, standard deviation. Đúng không? Chứ chúng ta đã học rồi. Đúng không? Chúng ta nếu mà độ lệch chuẩn mà chỗ này là gì? Đây là mu cộng với 3 lần sigma, và chỗ này là mu trừ đi 3 lần sigma, thì toàn bộ cái phần bên trong của cái phân phối chuẩn này nó sẽ chiếm bao nhiêu? 99,67% toàn bộ cái diện tích. Đúng không? Đấy. Tức là gì? Công suất nhận có thể nó nằm trong cái mảng này, trong cái phần này. Đúng không? Nhưng mà với xác suất rất là ít, nó chỉ bên này nó khoảng 13%. Bên này là 13% thôi. Đấy. Và chúng ta phải dùng cái phân phối này để phân tích cái giá trị ngẫu nhiên. Nó có thể là phân phối khác đi là nữa, nhưng mà bắt buộc phải dùng phân phối để phân tích một cái đại lượng ngẫu nhiên. Đó là lý do mà chúng ta phải học lại xác suất đấy. Nha. Ok. Còn gì nữa nhỉ? Thế là mình dạy định nói thêm một chút về các cái tài nguyên sử dụng trong hệ thống thông tin vô tuyến. Có vẻ là không đủ thời gian chưa? Đây mình sẽ nói chút một chút nữa. Thì rõ ràng là gì? Đường truyền nó rất là phức tạp, nó gây ảnh hưởng rất là tiêu cực, rất là khác nhau đến một cái tín hiệu. Khi mà nó xuất hiện trên đường truyền, rõ ràng là gì? Để đảm bảo được cái chất lượng tín hiệu phía thu thì rất là khó khăn, đúng không? Mà chúng ta có rất là nhiều cái đường truyền khác nhau, xin lỗi, có rất là nhiều các cái phải nói thế nào nhỉ? Có rất là nhiều cái gói tin truyền trên cùng một đường truyền khác nhau. Tức là gì? Cùng một đường truyền chúng ta có nhiều gói tin, chúng ta có nhiều luồng thông tin khác nhau. Vậy thì đảm bảo được tất cả các luồng thông tin đó một cách khi mà đến đích đều đảm bảo chất lượng tín hiệu là một nhiệm vụ không hề dễ. Vậy thì câu hỏi là gì? Chúng ta sử dụng tài nguyên trong thông tin vô tuyến nói riêng và trong các hệ thống thông tin khác nói chung như thế nào để đảm bảo được chất lượng tín hiệu? Thì đấy là một trong những câu hỏi then chốt trong ngành truyền thông của chúng ta. Ví dụ với trong thông tin vô tuyến thì các bạn biết được là tài nguyên vô tuyến là gì các em nhỉ? Là gì? Là tần số, đúng không? Với một kênh truyền nó sẽ đại diện được bởi một cái băng thông cụ thể nào đó mà thôi. Thế thì đường truyền vô tuyến của chúng ta được khai thác trong một cái dải tần số hữu hạn từ 9 kHz đến 44 đến vài trăm GHz. Đúng không? Mà hiện nay chúng ta chỉ khai thác được đến tầm vài GHz thôi. 7 GHz đổ lại thôi. Thế còn trên đó, ví dụ như là vài chục GHz thì nó gọi là millimeter wave communication.
mặc dù cái giải tần số đó có thể cung cấp nhiều băng thông cho chúng ta để truyền thông tin, nhưng mà gì, suy hao rất là lớn và hiện nay đang trong quá trình nghiên cứu. Thế thì do đó chúng ta đặt câu hỏi là gì? Chúng ta phải tận dụng, chúng ta phải sử dụng các cái kênh truyền được đại diện bởi một cái lượng nhỏ băng thông trong toàn bộ cái giải tần này như thế nào một cách hiệu quả, để đảm bảo rằng là tín hiệu truyền của chúng ta truyền đến đích một cách hiệu quả và đảm bảo chất lượng tín hiệu là một câu hỏi xuyên suốt trong toàn bộ ngành viễn thông của chúng ta. Nhưng ngoài ra thì tài nguyên trong hệ thống thông tin vô tuyến nói riêng và trong hệ thống thông tin nói chung là còn cái gì nữa không? Nếu chúng ta học về lý thuyết thông tin thì chúng ta biết được cái công thức này đúng không? Công thức về dung lượng kênh truyền Shannon đúng không? Dung lượng kênh truyền nó tỷ lệ với gì nhỉ? Tỷ lệ với băng thông của kênh truyền và tỷ lệ với chất lượng của tín hiệu SNA. Đúng không? Nếu băng thông càng lớn thì dung lượng kênh truyền càng lớn. Nếu SNA mà càng lớn thì dung lượng kênh truyền càng lớn. Ngoài ra thì gần đây công thức này được biểu diễn bởi yếu tố này nữa. Ở đây còn thiếu một M nữa. M đây là gì? M được đại diện bởi số đường truyền độc lập từ điểm phát đến điểm thu. Bởi vì vậy, để tạo ra nhiều đường truyền độc lập khác nhau thì hiện nay công nghệ 5G đã thông qua cái công nghệ Massive MIMO, tức là nhiều anten. Càng nâng cao được số lượng anten truyền thì chúng ta càng nâng cao được chất lượng của kênh truyền. Rõ ràng là gì? Chúng ta có rất nhiều các cái tài nguyên để chúng ta sử dụng, nhưng sử dụng như thế nào thì nó là bài toán trong viễn thông. Ví dụ các bạn có thể search như này. Nếu các bạn search resource management trong thông tin vô tuyến, các bạn thấy rất nhiều sách viết về cái mảng này, đúng không? Và để mà làm được bài toán này thì chúng ta phải biết được các kiến thức về xác suất, về ma trận, về tối ưu hóa, các kiến thức mà chúng ta không được training một cách bài bản. Có thể là bài bản nhưng không mang tính chất ứng dụng cao. Tức là gì? Chúng ta dùng, học xong chúng ta dùng ngay. Đấy là cái thiếu sót. Nói như vậy để các bạn từ nay học nên mapping trực tiếp vào việc là gì? Ứng dụng luôn vào cái hệ thống các bạn học. Nếu chúng ta học một kiến thức mới, chúng ta hỏi sẽ sử dụng nó để làm gì? Đúng không? Hay đơn giản hơn là gì? Nếu chúng ta chỉ quan tâm mỗi vấn đề là cấp phát về mặt công suất thôi chẳng hạn, các bạn cũng có thể search power location. Chúng ta cũng rất nhiều các cái nghiên cứu gần đây. Các bạn có thể để ý 2019, 2017. Đúng không? Ở viện điện tử viễn thông của chúng ta có thầy Hòa. Thầy Nguyễn Tiến Hòa cũng bên cạnh lab mình cũng khá là chuyên sâu về cái mảng là quản lý tài nguyên trong hệ thống thông tin vô tuyến này, trong hệ thống 5G này. Ngoài ra còn muốn nâng cao cái chất lượng tín hiệu hay nâng cao được cái chất lượng cái dung lượng đường truyền ấy, chúng ta không thể không phụ thuộc vào phần cứng. Đúng không? Chúng ta không thể không phụ thuộc vào phần cứng. Nâng cao được cái chất lượng phần cứng có thể giúp nâng cao được cái chất lượng đường truyền. Ok, thì đấy là toàn bộ cái nội dung mà mình muốn truyền đạt trong cái buổi đầu. Thực ra là mình còn chuẩn bị chút về cái phần khái niệm ban đầu về kênh vật lý, nhưng có lẽ là mình sẽ dừng ở đây, dừng đến trang 33 nhé. Và mình sẽ up cái slide này sau buổi học hôm nay, các bạn có thể xem lại cũng như là nghe lại các cái
nghe lại các cái nội dung mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Thế thì để chuẩn bị cho buổi học sau ấy, thì các bạn giúp mình chuẩn bị một số kiến thức liên quan đến CN, các bạn đọc lại một chút liên quan đến CN and System nhé. Nghĩa là gì? Chúng ta học về, chúng ta sẽ xem lại về các cái biến đổi Fourier, các biến đổi Fourier, các cái biểu, các cách biểu diễn tín hiệu. Đấy. Ví dụ các bạn biểu diễn theo miền thời gian nó như thế nào, miền tần số như thế nào, cách biểu diễn biến đổi từ miền thời gian sang miền tần số thế nào, và cách đánh giá một cái tín hiệu ở miền tần số sẽ sử dụng cái đại lượng gì, đúng không? Vì một cái tín hiệu của chúng ta sẽ được biểu diễn bởi một cái hàm nào đó, và sẽ xem là cái ảnh hưởng của các cái tham số trong cái hàm đó sẽ tác động lên tín hiệu như thế nào. Nghĩa là gì? Chúng ta phải hiểu lại về tín hiệu. Chúng ta phải hiểu lại tín hiệu thì chúng ta mới biết được là sau này tín hiệu đấy sẽ bị ảnh hưởng thì nó sẽ tương ứng với điều gì, đúng nhỉ? Thứ hai là chúng ta sẽ xem lại cái ảnh hưởng, cái khái niệm về noise, cái nhiễu nhiệt này thì các bạn đã được học trong môn tương tự 2 đấy. Cái tương tự 2 thì các bạn xem lại xem là cái nhiễu nhiệt này nó sẽ được biểu diễn như thế nào, được định lượng hóa như thế nào, và tác động của nó lên tín hiệu thế nào, thì chúng ta sẽ ôn lại hai cái mặt này. Ngoài ra thì các bạn nên đập tim và nghĩ về các cái bài tập lớn mà chúng ta có thể đề xuất để chủ động trong cái background của chúng ta, sao cho nó có cái chất lượng bài tập lớn tốt nhất. Còn nếu mà mình giao thì có thể là cũng được, thế nhưng mà nó không phù hợp với một số bạn chẳng hạn. Ok, thì buổi học của chúng ta tạm thời hôm nay kết thúc ở đây. Chúng ta buổi đầu chúng ta tạm học vậy nhé. Chúng ta có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có thể hỏi. Thấy cái danh sách nhóm đấy thì hạn bao giờ thì em được cho thầy ạ? Các bạn nộp cho mình vào cuối tuần thứ hai. Vâng. Cuối tuần 2. Còn câu hỏi gì không? Một lần nữa cảm ơn bạn Võ Như Công đã giúp mình quản lý lớp nha. Bạn Công nhớ gửi lại cho mình cái email nhé, nói về điện thoại của bạn, cách liên lạc. Vâng. Rồi, các bạn còn câu hỏi khác các bạn có thể hỏi. Không thì chúng ta sẽ nghỉ. Nói ra buổi đầu để chúng ta thấy rằng là chúng ta hổng kiến thức như thế nào, để chúng ta có sự chuẩn bị, đúng không? Chuẩn bị cho các buổi học sau. Thế kết thúc nhỉ?